Cô gái vì muốn trở thành đại minh tinh nên đã bị ông chủ ép đi tham gia tiệc rượu. Cuộc sống không quyền không lực nên cô cũng đành nhẫn nhịn cam chịu mà tham gia. Nhưng không ngờ lão này còn khốn nạn này còn bắt ép cô đi khách sạn cùng với một tên già tà dâm ở công ty khác để đổi lấy sự nổi tiếng. Cô nhất quyết từ chối nhưng thế gian đen tối biết bao, thay trắng đổi đen là việc dễ dàng với những tên có quyền lực. Cô ấy bị ông chủ uy hiếp đến nỗi phải rơi vào hố sâu của sự trầm lặng. Maha đang là một thực tập sinh cho nhóm nhạc thần tượng vì để giữ vóc dáng mảnh mai thon gọn body chín nút. Cô ấy hàng ngày đều dậy từ 5 giờ sáng chạy bộ từ nhà đến trường huấn luyện. Trong cuộc sống thường nhật thì ngoài học tập ra chính là luyện tập hát và nhảy cường độ cao. Hàng tuần còn phải ứng phó với tuyển chọn khắc nghiệt để hơn thua với người khác. Để làm điều đó, Maha chưa dám lười biếng và lãng phí một giây phút nào. Cuộc sống vất vả với đầy tính cạnh tranh, sự quyết liệt và tàn khốc này đã trải qua 5 năm trời. Bao đắng cay ngọt bùi cuối cùng cũng đến hồi kết và hưởng lấy trái ngọt. Vì ngày mai sẽ công bố chính thức người được lựa chọn để ra mắt. Nhưng trong mắt của Tư Bản thì nỗ lực và ưu tú chả có tác dụng gì. Mặt đẹp, dáng xinh và phải thật giỏi về việc kiếm tiền đó chính là tiêu chí mà Tư Bản chọn lựa. Trong quá trình lựa chọn, Maha có khả năng hát và nhảy tốt nhất nhờ vào sự chăm chỉ luyện tập của mình. Nhưng chỉ vì nhược điểm dáng thấp mà bị loại. Cảm thấy cô là một viên ngọc thô cần được mài giũa tiếp để phục vụ cho công cuộc kiếm tiền mai sau. Nên bọn chúng đã mang Maha bị loại lên thị trường chuyển nhượng và thành công bán lại cho một nhóm không tên tuổi sắp ra mắt. Trong đó có một thành viên rút lui vì không thể chịu nổi áp lực từ dư luận. Maha biết tin tức thì cảm giác cuộc sống tối sầm lại, không còn màu hồng như cô thường nghĩ nữa. Tuy rất bất lực với hiện thực nhưng Maha vẫn không từ bỏ. Cô bé cố nén đau thương hạ cái tôi vứt bỏ liêm sĩ mà đồng ý hợp đồng máu này. Vì cơ hội được debut vô cùng quý giá. Dù rằng biết gia nhập nhóm không tên tuổi khả năng trở thành người nổi tiếng là càng nhỏ. Nhưng dòng đời xô đẩy cô buộc phải chấp nhận. Chỉ hy vọng có ai đó thấy được tài năng của cô. Sau khi Maha đau khổ khóc cạn cả nước mắt một trận xong đã điều chỉnh lại cảm xúc. Và đến nhóm nhạc nữ báo danh ngay. Cô với tài năng thiên bẩm nên học vũ đạo rất nhanh. Cơ bản chỉ cần liếc mắt đưa tình một lần là làm theo được. Phép tài năng của cô như vậy không phải do cô sinh ra đã có. Nhưng tất cả là do sự cần cù bù siêng năng của cô. Cô đã luyện tập không ngừng nghỉ trong hơn 2.000 ngày đêm. Còn hai người đồng đội của Maha hiện đang rất chán cái hồng trần đầy bể khổ này. Cuộc sống luyện tập vất vả thêm vào khả năng debut thành công cực thấp, khiến họ bỏ cuộc giữa chừng, đời còn dài việc còn nhiều thì đếch gì phải mạo hiểm vào cái danh idol hữu danh vô thực. Dù sao thì điều kiện của họ cũng quá mức gian khổ đi. Theo đuổi con đường làm thần tượng ấy vậy mà đến nơi ở của họ không có nóng lạnh giữa thời tiết lạnh lẽo này. Đã vậy còn bonus thêm đầy rán và bọ cho vui nhà vui cửa. Chính điều này đã làm 7-8 cô thực tập sinh sợ chạy mất dép rồi. Nhưng Maha đâu vì vậy mà bỏ cuộc, cô không còn đường rút lui nữa rồi. Vì muốn theo kịp tiến độ của đồng đội mà bắt đầu tập hát, tập nhảy đến mất quyền kiểm soát. Ngày ra mắt cuối cùng đã gần kề nhờ vào sự luyện tập khùng điên của Maha. Buổi tối trước ngày ra mắt vừa lo lắng vừa kích động mà mãi không ngủ được. Cô lấy trang phục biểu diễn ra ngắm hết cái này đến cái kia. Vừa vui vừa phấn khích, Maha đã cố gắng hết sức rồi. Con đường debut đầy bấp bênh trắc trở của cô cảm thấy tương lai cũng đáng chờ đợi. Không ngờ biến cố không mong muốn nhất đã diễn ra vào ngày ra mắt. Ngay lúc họ đang thể hiện phần trình diễn của mình, những điệu nhảy sau bao công sức ngày đêm luyện tập mà thành thì đột nhiên bị hô dừng lại. Cả nhóm đứng ngơ người, quản lý hỏi đạo diễn anh hãy nói với cô chuyện gì đã xảy ra đi. Maha nghe được tin anh ta nói lại cứ như là sét đánh ngang tai. Omega 3 không tham gia được rồi. Hóa ra là thành viên nữ trước đó của nhóm Maha lại rộ lên tên tự vẫn. Nghe nói người đó từng là thực tập sinh của Omega 3. Thông tin trên mạng đang nghi ngờ sâu ngược đãi thực tập sinh dẫn đến tự vẫn. Thật không may tin đồn thất thiệt đó đã lên top trending mất rồi. Người làm chương trình tức giận sao để người của công ty như vậy tham gia chương trình chứ. Sự kịch quệ và nỗi tuyệt vọng là những gì mà nhóm của Maha đang phải gánh chịu. Họ ngã gục trên sân diễn và bị đuổi ra ngoài không thương tiếc. Người quản lý liên tục an ủi Khinchana, Khinchana Jo. Nhưng trong lòng mỗi người thì họ hiểu rõ hơn ai hết. Nhóm của họ sẽ bị phong sát và cả đời này không thể ra mắt được. Nhìn nhóm của các bạn nữ khác thuận lợi ra mắt trên sân khấu, họ không khỏi vừa đau lòng vừa ngưỡng mộ. Bởi ta nói nghèo nó hay xui mà. Đó là cơ hội ra mắt mà cô đã cố hết sức để đổi lấy. Đó không chỉ là thời gian công sức mà còn là niềm mơ ước của họ đã nuôi dưỡng bao năm tháng thanh xuân tuổi trẻ. Các cô gái không chịu nổi mà bật khóc nức nở. 5 năm vâng đó là con số mà họ đã trải qua nỗ lực và nước mắt của 2.000 ngày đêm nghiệt ngã ấy lại bị dập tắt trong vài giây. Trong khoảnh khắc này lại bị phủ nhận hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Tiếng khóc đầy bất lực và đau thương của các cô gái đã gây chú ý đến một nhóm nhạc nam nổi tiếng đang ở đỉnh lưu. Một thanh niên đẹp trai trong nhóm ấy nhìn thấy gương mặt quen thuộc của một cô gái với khuôn mặt đẫm nước mắt. Anh ấy hiểu rất rõ về Maha. Anh biết rằng vì cơ hội ra mắt này cô ấy mà cố gắng đến mức nào. 5 năm trước Maha vì muốn theo học đại thần vũ đạo mà mặc cho phận là con gái chưa một lần yêu ai. Cô đã lấy hết dũng khí mà đi khẩn cầu anh. Khi đó vì muốn cho cô gây khó dễ cho cô từ bỏ cố ý ra để khó cho cô. Anh hống hách bày tỏ nếu Maha có thể trong một ngày mà học thuộc được vũ đạo vô cùng khó của họ, thì anh đây sẽ suy nghĩ đến thỉnh cầu của cô. Tưởng rằng Maha sẽ từ bỏ khi nghe thử thách vô thực đó nhưng nào ngờ cô gái lại bắt đầu luyện tập rất nghiêm túc. Thấy hơi kinh ngạc trong thời đại đi 1m là 10 idol top top. Ai cũng muốn nổi tiếng mà rất ít người cần cù bù siêng năng. Thực sự khoảnh khắc đó đã bắt đầu kính phục Maha. Một cô gái vô cùng kiên cường vừa trầm tĩnh vừa biết sức mình. Bây giờ lại thấy con đường ra mắt của Maha bị ngắt quãng. Anh không khỏi thấy tiếc cho cô. 3 năm sau Kwon Ryok từ thành viên đỉnh cao trong nhóm nhạc nam thần tượng trở thành diễn viên nổi tiếng.
dựa vào một tác phẩm mà lại giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Còn Maha đời cô cứ như là bèo giạt mây trôi vậy. Cô chỉ có thể trở thành ca sĩ hội chợ vô danh của làng giải trí. Cô chỉ đành dựa vào việc cover ca sĩ nổi tiếng khác để kiếm tiền. Mục đích chính là cũng để giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong mình và duy trì cuộc sống. Dù chỉ nhận được vai đóng thế nhỏ, cô cũng không hề trách móc, luôn cố gắng luyện tập đến mức tốt nhất. Mà trong bộ phim cô làm nhân vật quần chúng thì lại là phim mà Quân Giai Ốc phủ nhận vai chính. Còn cô trong lúc đóng phim vô tình bị Quân Giai Ốc chém vào vai. Chỉ đóng vai nhỏ không danh không phận nên cô cũng không dám làm ảnh hưởng tiến độ quay. Liền vội nói không sao. Còn Quân Giai Ốc lúc nhìn mặt thì cũng không rõ mặt cô ra sao. Sau khi quay xong mới phát hiện cánh tay cô bị sưng đỏ. Còn tên quản lý của cô thì chán méo muốn nói. Vì trốn nợ mà vứt cô ở đoàn phim rồi bỏ chạy. Maha mặc chiếc áo mỏng còn hơn lá lụa giữa trời đông lạnh giá tháng 12. Cô đang run lẩy bẩy định chạy đến thị trấn gần đó trước rồi nghĩ cách gọi xe về nhà. Lúc này một chiếc xế sang vô tình đi qua Maha rồi đột nhiên lùi lại. Maha không ngờ được một diễn viên nổi tiếng đỉnh xã hội như anh lại dừng xe vì một người đang ở dưới đáy xã hội như cô. Dù vậy cô vẫn không quên lễ phép chào anh. Không ngờ anh lại bảo cô lên xe. Thân phận của hai người vô cùng khác biệt cứ như là ngọn cỏ ven đường và mây cao vậy. Ấy thế mà không hiểu vì sao lại làm vậy, nhưng là một người được đào tạo nghiêm khắc, Maha cuối cùng vẫn từ chối. Bởi vì cô hiểu ở trong giới giải trí không cẩn thận hở ra là có thể tạo ra scandal ngay. Vậy nên không tiện tiếp xúc đã vậy còn là việc lên xe với một người nổi tiếng như anh. Maha cảm ơn lặng lẽ rồi rời đi. Trong lòng anh cảm thấy rất phức tạp, hai người đã quen nhau 8 năm. 3 năm trước sau khi ra mắt thất bại, hai người kể từ đó không còn gặp nhau nữa. Mới nãy Quân Giai Ốc thấy nên là mới nhớ ra cô chính là diễn viên trên phim trường bị anh làm bị thương. Nhưng cô lại tỏ ra như không có chuyện gì và cũng là người đau dạ dày đâm sầm vào người anh. Không hiểu vì sao cảm thấy khó chịu. Hóa ra trong 3 năm biến mất đó, Maha sống không tốt chút nào. Anh rất đau lòng mà muốn tốt với cô một chút nhưng giờ đây lại vì thân phận cách biệt quá lớn. Cô không thể không giữ khoảng cách với anh. Cô lạnh tới mức run bần bật nhưng cô không thể nhận lòng tốt đó. Cô nhanh chóng rời đi, vừa mới xoay người thì được anh nhét áo khoác vào tay. Anh ta lo lắng Maha đi một mình vào buổi tối không an toàn. Nếu đã không muốn ngồi cùng xe với anh vậy thì anh sẽ mượn cớ muốn đi dạo để đi cùng với cô tới nơi an toàn. Đúng là muốn sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do mà. Anh đỉnh lắm, anh 10 điểm không có nhưng. Maha không ngờ người nổi tiếng như anh vẫn còn nhớ tới một diễn viên không nổi tiếng như cô. 7 năm trước hai người cũng đã từng đi cạnh nhau thế này. Với thân phận của bọn họ bây giờ ở trong giới giải trí tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều, do đó họ phải cực kỳ cẩn trọng. Đi bộ cùng nhau cũng phải xa cách thế này. Phía sau còn có quản lý đang nhìn chằm chằm vào họ. Sau khi tới chỗ an toàn, Maha lễ phép chào tạm biệt với Quân Giai Ốc. Anh và quản lý lái xe chậm một chút lại vô tình thấy có một người con trai khác tới đón. Maha vẻ mặt anh và ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, bảo quản lý mau lái xe rời đi nhanh cái chân giúp anh. Mắt mà hong thấy thì tim cũng hỏng có đau. Maha được bạn thân đưa về nhà, nhớ lại nỗi sợ hãi bị quản lý bỏ rơi. Cô chợt nghĩ ra là đã tới lúc mình nên rời khỏi làng giải trí. Maha tâm sự với bạn cô từ bỏ ước mơ làm người nổi tiếng của mình rồi. Năm nay đã 22 tuổi cũng đã làm thực tập sinh trong 5 năm, lại thêm 3 năm làm diễn viên phụ. Cuộc đời của cô toàn là kép phụ nên không còn 8 năm nào để lãng phí nữa. Hơn nữa với độ tuổi này của cô mà ra mắt làm idol thì cũng đã quá lớn tuổi rồi. 70.080 giờ 2.920 ngày, 8 năm vậy là quá đủ rồi. Maha vừa mới định từ bỏ ước mơ mình đã kiên trì trong 8 năm, thì bất ngờ cô đã được quản lý nhóm nhạc nam hàng đầu nhìn trúng. Maha tưởng là cuộc gọi lừa đảo nên cũng không thèm nghe máy. Nhưng không ngờ hai người bạn của cô cũng nhận được cuộc gọi tương tự. Không khỏi bất ngờ, thế là sáng hôm sau họ cùng nhau đến điểm hẹn và một lần nữa cơ hội mở ra với ba cô gái. Một idol không tên tuổi vô cùng mờ nhạt trong giới giải trí đã trở nên nổi tiếng. Sau khi bắt chước một idol Jima đang rất được yêu thích, tới cả game show nổi tiếng cũng thích thú với scandal này của Maha, nên phía bên đó đã mời cô tham gia chương trình. Lại không ngờ rằng tất cả đều là chiêu trò của Jima. Cô ấy rất tự tin với bản thân, cho rằng hàng pha ke thì không bao giờ so được với hàng diêu như cô. Mà công nhận ả ta đẹp thiệt, phụ nữ thật đáng sợ, đặc biệt là phụ nữ đẹp và biết mình đẹp. Nên nhân dịp này Jima mong muốn nhìn thấy cô trở thành trò cười để tạo ra nhiều content hơn, cũng như muốn chứng minh rằng bản sao không thể bằng gốc. Cô cố tình sắp xếp cho Maha trang điểm giống hệt như mình rồi lên sân khấu. Jima nói không sao chứ, phải ăn mặc giống tôi thì mới lên hình được nhiều chứ. Đương nhiên phải làm vậy rồi, mà lúc này trong lòng mệt mỏi vô cùng. Vốn dĩ cô muốn thể hiện bản thân nhưng vì muốn thu hút người xem. Tuy vậy dù cô đã nổi tiếng thế nhưng lại mất đi quyền lợi là chính mình. Lại nhớ những bình luận mắng chửi cô ở trên mạng, cô đau lòng không thôi. Cứ thế này thì sẽ càng bị chửi nhiều hơn mất. Maha ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài phòng hóa trang, không ngờ lại gặp Quân Giai Ốc. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của Maha, anh nhìn tức giận nói cô chỉ biết bắt chước thôi sao. Cô thất vọng và uất ức, không ai thấu cảm nỗi đau khi không được là chính mình như cô. Không phải ai cũng vượt qua được. Nhưng trong giới giải trí Hàn Quốc tàn khốc này, mọi người dẫm đạp lên nhau nào phải nơi mà cô có thể dễ dàng sống sót. Không làm như vậy thì nhóm nhạc của cô sẽ không thể nổi tiếng. Vì tương lai của bản thân cũng như những thành viên còn lại, cô âm thầm tự cổ vũ bản thân. Trong lòng phải nói Maha của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Cô quả quyết vẽ một cái nốt ruồi dưới đôi mắt để trông càng giống Jima hơn. Maha vô cùng nghiêm túc mô phỏng vũ đạo kinh điển của Jima. Đứng biểu diễn trước mặt idol nổi tiếng, cô cũng không luống cuống, thấy Maha như vậy vui vẻ cười như nở hoa.
Không ngờ một giây sau Maha lại tiến thẳng tới chỗ Jima, còn vươn tay ra mời người ngồi ở bên cạnh cô ấy để nhảy cùng cô. Anh nhìn cô trong lòng cảm xúc hỗn độn. Anh biết Maha muốn lợi dụng mình để ké phim nổi tiếng. Quản lý của anh vô cùng hy vọng anh sẽ từ chối cô, tuyệt đối đừng gây ra phiền phức gì không cần thiết. Nhưng bất ngờ Quân Ryok lại nắm lấy tay của Maha. Anh biết rõ con đường để ra mắt cô đã phải vất vả đến nhường nào, vậy nên anh cũng cam tâm tình nguyện làm bàn đạp cho cô. Jima trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã trong một lễ trao giải cô đã từng mời anh nhảy cùng. Nhưng khi đó anh đã từ chối cô một cách tuyệt tình khiến cô mất mặt trước bao nhiêu người. Không ngờ một người luôn lạnh nhạt như anh lại phá lệ nhảy cùng với một idol tầm thường. Nhảy lại chính bài hát mà 8 năm trước mà bảo cô phải luyện tập. Khóe miệng hơi hé mỉm cười, anh mau chóng nhảy cùng cô. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Điều này khiến Jima ngồi xem mà ghen tị không thôi. Màn biểu diễn ngẫu hứng này quá hay. Mọi người ở trường quay vỗ tay không ngớt. Sau khi chương trình ghi hình xong một cái bỏ đi, tránh gây ra chuyện gì thêm, cũng không để ý tới Maha nữa. Thẳng thừng rời đi, quản lý sợ fan của anh bất mãn vậy nên đã lén đi tìm đạo diễn, bảo đối phương cắt đoạn nhảy đôi của hai người đi. Khi chuẩn bị về nhà, Maha lại nhận ra cái áo khoác lần trước anh đưa cho cô vẫn chưa trả. Đã gặp lại nhau rồi nên Maha đem áo trả lại cho Quân. Nhưng đúng là không gì là không thể qua mắt được những con mắt như những chiếc camera của đám fan cuồng. Họ ngay lập tức chụp ảnh lại. Không mất bao lâu thì họ phát hiện ra cái áo khoác đó là món đồ do chính fan chuẩn bị tặng nhóm nhân dịp kỷ niệm 6 năm ra mắt. Ngay sau đó bức ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, chưa đầy vài giây là làn sóng người hâm mộ bắt đầu phản đối. Trước khi nhóm nhạc và công ty chủ quản đưa ra lời giải thích hợp lý đã ngừng tất cả hoạt động ủng hộ, đồng thời ngừng mua đĩa nhạc nhạc số tuyên bố của fandom. Vì nhóm nhạc SSR Scandal đầu tiên của năm idol hàng đầu bị bóc ra, vậy mà thật không ngờ idol của họ lại vướng vào scandal tình ái. Hàng ngàn fan quay xe của họ còn nhanh hơn tốc độ quay lại với người yêu cũ. Bọn họ bắt đầu thoát fandom và quay ra tẩy chay. Một ngày trước khi xảy ra sự việc, sau khi biết được cái áo mà mượn là món quà kỷ niệm 6 năm ra mắt của fan tặng, vì quản lý vô cùng đau khổ cảm thấy Quân Ryok bị điên rồi. Anh hết lời trách móc Quân Ryok, đồng thời cảnh cáo cậu ta đừng có ý nghĩ gì với Maha. Nhớ lại chuyện đó lại buồn bực. Không ngờ ngày hôm sau chuyện mượn áo khoác lại bị fan bóc ra để chứng minh quan hệ hai người không bình thường. Fan còn đăng đoạn video họ lén quay lại khi hai người nhảy cùng nhau trong chương trình lên trên mạng xã hội. Lúc này Maha vẫn chưa biết chuyện gì, cô đang mong ngóng chương trình đầu tiên của mình phát sóng. Không ngờ cảnh quay của cô lại bị cắt xén hết, chỉ để lại đoạn giới thiệu bản thân. Quân Ryok cũng đành bất lực thở dài, anh vốn muốn giúp nổi tiếng hơn một chút lại không ngờ mình hại cô. Rồi nhìn đoạn video chỉ có vài giây có mặt mình, Maha thất vọng không thôi. Chính vào lúc này bạn cô lại phát hiện Maha đăng lên trending. Oh My God là tin đồn yêu đương với nam idol nổi tiếng. Tin đồn hẹn hò lần này đã khiến cho người hâm mộ đồng loạt tẩy chay và thoát fandom với quy mô lớn. Nếu không xử lý tốt thì có thể sẽ khiến sự nghiệp của anh tụt dốc không phanh. Mặt khác cũng vì tin đồn này mà Maha bị mọi người công kích. Đâu đâu cũng thấy lời nói tục tĩu mắng chửi Maha, bạn cùng nhóm lo lắng thay cho cô. Nhưng Maha lại lo lắng cho Quân Ryok. Cô nghĩ vì mình mà Quân Ryok mới bị mắng như vậy. Thật là một cô gái lương thiện giàu lòng nhân ái. Maha định lên tiếng giải thích, thế nhưng là một quản lý dày dặn kinh nghiệm Jiha lại nói. Fandom của Quân Ryok rất hùng mạnh, có thể ảnh hưởng tới dư luận. Nếu bây giờ lên tiếng ngược lại sẽ khiến chuyện càng thêm nghiêm trọng. Anh bảo tạm thời bây giờ đừng làm gì hết, nhưng vẫn không chịu được mà lướt đọc những bình luận ác ý và không thích phẩm cách của Quân Ryok. Sức ảnh hưởng của các anh hùng bàn phím này thật sự đáng nể, và áp lực họ gây ra với idol là một nỗi ám ảnh. Cô nhanh trí lập một nick clone để hóa thân thành anh hùng bàn phím đấu võ mùng những bình luận tiêu cực đó. Bên này anh cũng đang đọc những bình luận khó coi, anh cũng không thể nào mặc kệ được nữa, dù gì chuyện cũng do mình mà ra. Vậy nên anh đã nghiêm túc viết một bức thư xin lỗi, giải thích ngọn ngành câu chuyện này. Tất cả chỉ là anh có lòng tốt cho bạn diễn viên phụ mượn áo khoác trong trời đông lạnh lẽo. Lần này vô tình gặp mặt nhau thì anh lại lấy áo về thôi cánh tay đưa ra giúp đỡ bạn diễn, cũng là tình yêu của mỗi một người hâm mộ. Đoạn video nhảy cùng nhau trong chương trình là một cảnh quay gần phải có, nhưng anh đã bị cắt đi mất. Mọi người đừng hiểu lầm, các thành viên cùng tới trước mặt fan để xin lỗi. Dù sao thì fan anh cũng dễ dỗ thấy anh đã xin lỗi một cách chân thành. Fan vô cùng vui mừng vì idol hiểu được tâm tư của họ nên rất vui vẻ tha thứ. Vậy là giờ đi ngủ ngon giấc hơn rồi, rất vui vì anh Quân Ryok có thể giải quyết được chuyện này. Nhưng khi đọc thấy ba chữ diễn viên phụ trong thư xin lỗi của anh lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Trong lòng cô, anh là một ngôi sao rực rỡ, được nhảy cùng với anh khiến cho cô kích động vô cùng. Đối với cô chỉ là một diễn viên phụ không đáng để nhắc tới. Lần đầu tiên Maha cảm nhận được sự khác biệt của hai người. Rõ ràng tới vậy, từ sau khi dính tin đồn hẹn hò đã một tháng trôi qua rồi mà họ vẫn chưa có cơ hội gặp nhau. Hôm nay gặp nhau ở đây, đến nhìn cũng không dám nhìn nhiều sợ có người hiểu nhầm. Quân Ryok thấy Jujin thì biết anh ấy là người tối đó. Đến đón Maha, Quân Ryok bật chế độ lạnh lùng như trước. Sau khi liếc qua một cái liền bỏ đi mà chẳng nói gì. Hai người dường như trở thành người dưng nước lã. Trước khi chương trình bắt đầu, các quản lý đột nhiên nhận được tin xấu. Bởi vì có nhóm nhạc đình đám đột nhiên tham gia nên tổ sản xuất muốn tăng sức hút mà đã rút ngắn thời gian biểu diễn của các nhóm khác. Người quản lý khó khăn là mới giành được suất diễn 3 phút ngắn ngủi cho nhóm của Maha. Giờ đây thời gian bị cắt chỉ còn 2 phút, không có đủ thời gian biểu diễn, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội tỏa sáng. Bỗng chốc thấy vô cùng bất lực, nhưng không ngờ tất cả đều do Park Ji-man gây ra. Ông ta là chủ công ty quản lý.
thấy cấp dưới đắc lực trước đây của mình giờ tự mở công ty tự làm người quản lý thì tỏ ra rất khó chịu. Khi đó muốn tìm kiếm và bồi dưỡng các idol chỉ vì mục đích kiếm lời. Nhưng Jiha luôn luôn lấy ước mơ của những đứa trẻ đó là mục đích để làm nên đồng tình với phương thức đó. Jiha xin từ chức bởi vậy Park Ji-man muốn gây khó dễ cho ông. Muốn ông biết biết thế giới này vô cùng tàn khốc. Mà bên này nhóm của Maha khi biết thời gian biểu diễn bị rút ngắn thì vô cùng lo lắng. Làm sao diễn chỉ vỏn vẹn trong 2 phút chứ? Vào thời khắc này Maha thấy bản thân dường như trở về 3 năm trước. Cái ngày mà cô ấy bị cấm diễn, sự sợ hãi không biết từ đâu xông lên khiến cô ấy ngột ngạt. Jiha thấy sự lo lắng của các cô gái liền an ủi họ. Anh ấy sẽ không để họ phải trải qua chuyện giống như 3 năm trước nữa. Đứng ở xa không thể chịu đựng được khi thấy Maha buồn. Jujin tức giận xông đến chỗ của trách cứ anh là người nổi tiếng nhưng nói mà không giữ lời. 3 năm trước quân Ryok từng tuyên bố trước công chúng. Về sau sẽ không tham gia bất kỳ chương trình âm nhạc nào nữa. Vì họ cũng từng trải qua cảm giác đau đớn, xót xa khi ca khúc của mình bị cắt xén. Không muốn chiếm hết thời gian phát sóng của đàn em, muốn để họ có không gian bộc lộ hết tài năng của mình. Nhưng giờ đây quân Ryok bỗng nhiên phá vỡ lời hứa đó. Năm đó chị đang cố ý xây dựng hình tượng. 3 phút có thể chỉ là con đường kiếm tiền của các người nhưng 1 phút đối với những người chưa nổi tiếng chính là ước mơ. Lúc này Jima đột ngột xuất hiện nghe thấy nói vậy thì sẵn miệng chế giễu đám người Maha không chuyên nghiệp. Không ít thời gian biểu diễn trên chương trình là do họ hay do công ty quyết định. Quân Ryok có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Hôm qua cậu cũng đã đến chỗ mong ông ta hủy bỏ quyền tham gia chương trình của họ. Nhưng làm sao ông ta có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này lại còn vì mục đích muốn cho Jiha một bài học. Park Ji-man đã áp chế quân Ryok bằng số tiền vi phạm hợp đồng cao ngất ngửa. Nhóm Maha vừa lên sân khấu liền căng thẳng. Cô ấy đã phải đánh đổi 8 năm thanh xuân và công sức để có được một lần biểu diễn chính thức trên sân khấu. Khó xử khi mà dưới sân khấu không hề có một tiếng hoan hô nào của khán giả. Bởi vì trước đó Maha và dính tin đồn hẹn hò với idol của họ nên các fan vô cùng ghét Maha. Chỉ muốn đợi cô ấy và đồng đội biểu diễn xong để soi mói và công kích. Lúc âm nhạc vang lên Maha liền đắm chìm vào trong đó, mỗi động tác và biểu cảm đều rất chuyên nghiệp. Không ngờ rằng, ở chỗ tối dưới sân khấu lại đang có một người vô cùng nổi tiếng âm thầm quan sát phần biểu diễn của Maha. Có lúc Maha vô tình hai người bốn mắt nhìn nhau lại cố ý tỏ vẻ lạnh lùng ghét bỏ rời đi. Sau đó anh lại tiếp tục âm thầm dõi theo màn biểu diễn của cô, ở trong phòng nghỉ. Không biết là bất ngờ hay được sắp đặt từ trước, trong lúc phát trực tiếp lại đột nhiên xảy ra sự cố kỹ thuật nhạc, bỗng dưng bị tắt một cách khó hiểu. Quân Ryok cũng thấy lo lắng thay. Ngay tại hội trường mọi người đều căng thẳng đến nỗi không dám hít thở. Thời gian dường như đóng băng tại giây phút này. Trong đầu của Maha hiện lên từng mảnh ký ức trong suốt 8 năm này của cô. Không nghỉ ngơi, khổ cực tập luyện vô số lần, cảm giác suy sụp đến mức bật khóc. Sự vui vẻ và sự kích động khi viết lời và ghi âm, sự vui mừng khi cầm được album đầu tay. Thấy đồng phục nhóm thì vui mừng và đầy áp hy vọng. Còn cả sự tuyệt vọng và suy sụp khi đột nhiên bị cấm diễn 3 năm trước. Nếu cơ hội biểu diễn đáng quý lần này lại bị sự cố kỹ thuật này phá hỏng vậy thì họ thật sự sẽ không còn hy vọng nữa, không thể cứ như vậy được. Sân khấu của chúng tôi không thể cứ như vậy mà kết thúc được. 3 người cùng chung chí hướng cùng cất tiếng hát. Họ muốn phô bày hết tài năng cũng như sự khắc khổ tập luyện trong 8 năm ra. Các nhân viên đang định tắt máy quay thì đạo diễn lại bị cảm động. Ông ấy cố chấp cho họ cơ hội được tiếp tục biểu diễn. Quân ngồi trong phòng nghỉ lúc này cũng thở phào theo sự tùy cơ ứng biến của nhóm Maha. Ở hội trường không có nhạc đệm, nhưng dường như chính điều này lại như tạo cơ hội cho giọng hát tuyệt vời của họ được thể hiện triệt để. Thậm chí đám anti-fan còn phải cảm thán rằng nhóm nhạc này đã liều mạng luyện tập kinh khủng thế nào chứ. Bỗng chốc nhạc đệm lại vang lên. 3 cô gái tỏa sáng trên sân khấu, thành công hoàn thành buổi biểu diễn. Sau khi chương trình kết thúc, quân Ryok không thể chờ đợi được mà chạy đến phòng nghỉ. Nhưng lại vì ngại thân phận mà chỉ có thể đứng từ xa. Nói đã vất vả rồi, trải qua 8 năm khổ cực cuối cùng cũng đã gặt hái được thành công. Những ngày Maha trước đấy thức đêm dậy sớm tập luyện giờ đây gỡ bỏ được gánh nặng ngủ thiếp đi trong phòng ngủ. Dù bị mất nhạc đệm trong vòng 18 giây khi biểu diễn nhưng nó lại là sự may mắn đối với các cô gái. Vì điều đó đã giúp khán giả chú ý đến thực lực của họ và trở thành thế hệ idol mới đáng mong chờ trong lòng mọi người. Tất nhiên cũng từ đây mà các thông báo cũng nhiều lên, lịch trình làm việc không ngừng tăng lên. Các cô gái mặc dù vô cùng mệt mỏi nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì được thực hiện đam mê của mình. Chỉ là Maha không thể ngờ lần tiếp theo gặp mặt lại chính là cảnh hôn của hai người. Vì một nữ diễn viên vướng vào tin đồn chơi đồ, các cảnh quay hôn hít đều phải quay lại từ đầu. Nghe tin bộ phim ra chậm hơn so với dự kiến, Quân Ryok cảm thấy bất lực. Đạo diễn cũng đau đầu muốn chết. Ông vốn dĩ muốn tìm Jima tới diễn bởi vì cùng đều là người nổi tiếng. Hai người diễn chung với nhau sẽ được mọi người ủng hộ rất nhiều. Nhưng một người cao cao tại thượng như Jima, sao có thể chấp nhận thay thế đóng một diễn viên phụ lại còn vướng vài tin đồn như vậy? Mọi người trong giới giải trí đều biết hết tin đồn của nữ diễn viên kia. Nên hễ những diễn viên có chút nổi tiếng cũng không muốn đóng thay cho nghệ sĩ mang tiếng xấu như này. Tình thế bắt buộc, đạo diễn buộc phải hạ yêu cầu xuống mà hợp ý nhất giờ là Maha. Đầu tiên là vì trước đó cô đã từng đóng một vai nhỏ trong phim. Đạo diễn từng quay thấy cô cũng là một idol mới nổi dạo gần đây. Đạo diễn xem thử tư liệu về cô, thấy ngoại hình xinh xắn đáng yêu của cô vô cùng hợp với tính cách nhân vật trong phim. Cứ vậy Maha đã có cơ hội được thử vai cho nhân vật đó vì tình hình cấp bách chỉ có một ngày đi học thuộc kịch bản. Trên đường đi thử vai, cô căng thẳng học thuộc lời thoại. Cô cảm thấy có chút không tự tin. Tuy nhiên để không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, cô tự trấn an bản thân mình sẽ làm được.
Vào lúc diễn thử, đạo diễn mới chỉ nói tới cảnh thứ 26 đã nói ra chính xác số trang có cảnh đó trong kịch bản. Không chỉ thế còn học thuộc lòng toàn bộ lời thoại của mình. Cùng với bạn diễn, khiến cho đạo diễn và nhân viên công tác vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Xem ra cô đã học thuộc hết rồi nhỉ? Cô trả lời vâng ạ. Bởi vì kịch bản rất thú vị, tôi ngồi đọc mãi nên thuộc lào lào. Những diễn viên vừa chăm chỉ vừa chuyên nghiệp như này không nhiều. Vậy nên không có gì bất ngờ, Maha đã thành công giành được vai diễn này. Nhưng vì từng có tin đồn cùng với nam chính trong phim nên Maha vẫn có chút lo lắng. Cô sợ lần này sẽ lại làm dư luận dậy sóng tiếp. Đây là vai diễn cô tự giành được mà, đừng nghĩ tới làm gì. Đây là cơ hội mà cô tự giành lấy, cho nên đừng nghĩ gì cả. Nhờ sự cổ vũ của quản lý cùng các đồng đội, Maha cuối cùng quyết định tham gia bộ phim. Trong lúc quay phim, cảm xúc của Maha không ổn định, nhưng Quân không cảm thấy khó chịu, mà anh còn kiên nhẫn hướng dẫn cho cô. Anh này ảnh thích mà ảnh hay ra rẻ dữ lắm. Thấy Maha khóc, Quân Ryok bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Anh hoài nghi có phải lúc nãy mình nói nặng lời quá không? Sau đó khi nghĩ tới cảnh hai người phải hôn nhau không thể diễn tự nhiên được nữa, nghĩ tới việc hôn lại thấy thấp thỏm căng thẳng. Cơ thể cô không tự chủ mà cứ mãi tránh né, cứ thế đoạn diễn này đã bị hô ngừng mấy lần liên tục. Đạo diễn bốc hỏa tới mức đứng lên diễn thay cho hai người, giống như khắc sâu một kỷ niệm ấy. Cái bầu không khí như thế đó, cả đời cô không thể quên được một cô gái như Maha dành cả thanh xuân để tập luyện thì làm sao đã hôn ai bao giờ. Quân Ryok đã dõi theo cô nàng Maha 8 năm không ngờ lại có một ngày vì quay phim mà cướp lấy nụ hôn đầu của cô ấy. Ngồi xem kịch bản nhưng tâm trí lại nghĩ cảnh hai người hôn nhau khi nãy, nghĩ tới mà anh bất giác cười ra tiếng. Anh hoảng loạn tới mức té ra đất, vội vàng đứng dậy gượng gạo che giấu gương mặt thẹn thùng của mình. Mặt khác, sau khi quay cảnh hôn cùng người mình ngưỡng mộ đã lâu, cô lén lút nhặt cốc nước có hình ảnh của anh bên trên về. Sau khi bộ phim quay xong chuẩn bị ra mắt, Quân Ryok bắt đầu trở nên rất bận rộn, không chỉ tham gia buổi ra mắt bộ phim mà còn phải đi tới nhiều nơi tiến hành quảng bá cho bộ phim. Tuy nhiên khi fan của Quân lại phát hiện có Maha thì họ làm sao có thể quên người có tin đồn yêu đương với idol họ cơ chứ, nên bằng mọi cách họ sẽ để ý Maha mọi lúc, không cho cô tiến gần Quân Ryok. Cũng không ngờ người mình đã lâu không gặp cũng được tổ sản xuất và đạo diễn mời tới đây. Quân Ryok giả bộ ngủ say không nhìn thấy Maha nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ khi thấy cái đầu lấp ló của cô. Trong lúc quảng bá phim, Quân Ryok nhận ra nhóm fan của mình cứ nhìn chằm chằm vào Maha. Để bảo vệ cho cô, anh ngay lập tức bật chế độ lạnh lùng. Buổi trưa, ekip chuẩn bị gom hộp cho diễn viên. Sau khi lên xe, nhìn thấy cô ăn hai phần cơm khiến Quân Ryok ngây người. Công ty của cô không cho cô ăn cơm à? Không ngờ Maha lại đáp lại ăn nhiều như vậy cũng chỉ thấy no mà thôi. Hiếm khi anh thấy một cô gái trong giới giải trí ăn nhiều như vậy. Chẳng phải họ thường sẽ không dám ăn để giữ dáng hay sao? Nhưng không hiểu sao Quân lại thấy rất đáng yêu. Trong lúc nhàm chán, Maha nhìn tờ poster của anh, bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Cô lấy bút vẽ mặt xấu cho Quân Ryok. Bỗng nhiên cô cảm thấy sắc khí từ phía sau. Không ngờ Quân Ryok đang nhìn chằm chằm vào cô. Làm chuyện xấu thì thường sống thảnh thơi. Maha hoảng hốt sợ bị phát hiện, cô quay lại cười một cái với anh. Ngược lại khiến Quân Ryok mất bình tĩnh, cô ấy đang cười với mình sao? Quay về khách sạn, Maha mới phát hiện ra cô cùng với anh đã cầm nhầm túi của nhau. Nhớ lại bức hình mình vẽ mặt xấu cho cô, thầm nghĩ mình toi rồi. Lúc này vừa mới tắm xong nghe thấy chuông cửa, anh tưởng quản lý không đem theo thẻ phòng. Quản lý gì mà tới cái thẻ cũng không đem theo nữa. Maha lướt nhìn cơ bụng toàn múi sầu riêng một cái rồi vội quay đi, ngại ngùng suýt thì rớt nước miếng. Thấy biểu cảm của cô thì vội vàng kéo áo lại. Fan của anh muốn chặn Maha tiếp xúc với idol mình nên fan đã đuổi theo vào trong khách sạn. Nghe thấy tiếng fan, phòng 1245 đúng không? Nhưng không ngờ để tránh đụng mặt fan, Quân Ryok liền kéo cô vào trong phòng. Khoảnh khắc ám muội khiến Quân Ryok nhớ lại cảnh hôn của hai người, nháy mắt tim đập loạn xạ. Anh gượng gạo buông cô ra. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, cả hai người ai cũng ngượng nghịu. Lúc này fan của Quân Ryok tìm tới tận cửa muốn anh mở cửa ra để xác nhận anh có an toàn hay không. Đám fan cuồng này đúng thật là ảo ma Canada thật đấy. Nhưng may là anh quản lý kịp thời về tới nơi cản lại. Sợ quản lý sẽ sinh ra hiểu lầm không đáng khi thấy có một người phụ nữ khác trong phòng vậy nên bảo Maha trốn đi. Cố tình khiến quản lý chú ý tới mình, ai ngờ cô lại không cẩn thận đụng phải công tắc đèn. Thấy chuyện sắp bị bại lộ, đầu Quân Ryok bỗng nảy số, vừa dùng tay ra hiệu cho cô bên trong mau trốn vào chỗ khác. Nhưng kết quả cũng suýt bị quản lý phát hiện. Anh sốt ruột hét toáng lên. Anh đi tìm lý do nói mình muốn đi ngủ lắm rồi, đuổi anh quản lý đi. Mãi mới giải quyết xong, Quân Ryok mệt muốn xỉu cắp xỉu đao. Trong buổi tối mà anh bị hù tới tim suýt nhảy ra ngoài tận mấy lần, Quân Ryok bỗng nhớ tới Maha. Nhìn Maha từ trong bồn tắm cuối cùng cũng thở vào. Chỉ có điều fan ở ngoài cửa vẫn chưa rời đi. Maha nhất thời không thể rời đi được. Lần đầu tiên ở riêng trong phòng với Quân Ryok, cô căng thẳng không biết phải làm gì. Vì có Maha ở bên cạnh cũng khiến tâm tư Quân Ryok cũng rối bời không thể ngủ nổi. Cuối cùng hai người cùng đi ra cửa ngồi chờ đợi cho tới lúc fan rời đi. Không biết là vô tình hay cố ý, hai bàn tay hai người chạm vào nhau, như có nguồn điện 1000 ngần vô giật bắn hai người ra. Bầu không khí bỗng trở nên vi diệu khó tả. Hai người không hẹn mà cùng né tránh nhau ra. Lại qua một hồi lâu không chịu nổi nữa bắt đầu ngủ gật. Nhìn thấy Maha ở trước mặt mình, anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh cảm thấy cô ngủ gật trông ngốc ngốc rất dễ thương. Hai người cứ thế lại nhìn nhau. Quân Ryok ngượng ngùng muốn giải thích nhưng Maha đã không còn tâm trạng để nghe nữa. Bởi vì quản lý của cô nói sẽ tới đón cô lúc 6 rưỡi nhưng giờ đã là 6 giờ rồi mà cô vẫn ở trong phòng Quân Ryok.
Tình huống cấp bách chỉ đành nhờ quản lý giúp mình. Nhìn thấy đám fan vẫn còn chưa đi, anh quản lý vô cùng ngạc nhiên, mà anh còn bất ngờ hơn khi thấy Maha trong phòng. Nếu bị fan phát hiện thì sự nghiệp idol đi vào miền cực lạc. Quân lấy quần áo của anh quản lý đưa cho Maha mặc, giả bộ quản lý bị bệnh rồi vội cõng ra ngoài. May mà cuối cùng kế hoạch cũng thành công dư được. Maha đến chỗ quản lý của cô ấy. Quân Ryok an ủi fan nói quản lý bị bệnh chỉ thôi, không có gì đáng lo. Anh quản lý bị quân Ryok cho sắp điên luôn rồi. Không quan tâm quản lý đang phát cuồng, anh tò mò mở túi của Maha mà mình cầm nhầm ra xem thử. Nhìn thấy tấm poster mà Maha vẽ loạn lên mặt mình, anh không kìm được mà bật cười. Anh quản lý tức giận, giờ còn không thèm nghe lời anh nói à? Vui quá hả? Maha vừa lên xe đã vội vàng xin lỗi mọi người. Cô tiền bối trong ngành vừa định lên tiếng thì quân Ryok lại giành trước một bước. Nhìn như đang trách móc nhưng thật ra anh đang bảo vệ cô khỏi bị những người khác áp bức. Maha quay đầu lại muốn cảm ơn quân Ryok nhưng lại nhìn thấy quản lý của anh đang trừng mắt nhìn mình. Thân phận của cô so với anh trong làng giải trí cách xa nhau một trời một vực. Quản lý sợ quân Ryok có tình cảm với cô rồi hủy hoại tiền đồ bản thân. Nhưng cho dù là thế thì quân Ryok vẫn âm thầm quan tâm Maha. Nhân lúc quản lý ngủ say, quân Ryok liền thuận tiện ngồi cạnh Maha, nhận thức được tình cảm của mình đang dần dần lớn lên. Cảm thấy rất thích cảm giác hạnh phúc vui vẻ khi ở gần Maha. Anh quản lý nghĩ tới việc một nam một nữ ở cùng nhau trong một đêm là anh lại phát điên. Anh hỏi quân Ryok lần nữa, có thật là không có chuyện gì xảy ra không? Lần trước chỉ vì mượn áo khoác mà đã bị fan tẩy chay tới mức phải tự mình đi tới trước mặt fan xin lỗi. Nếu như xảy ra chuyện gì thật rồi thì bị bóc trần, sự nghiệp làm idol chắc chắn sẽ kết thúc. Anh ơi, em thấy đấy, không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh không tin em à? Cho dù là thế thì quản lý vẫn khuyên luôn nhất định phải giữ khoảng cách với Maha. Quân Ryok đẹp trai như vậy, cho dù là người không có cảm xúc thì cũng sẽ thấy động lòng, rung động. Cậu không được cho cô ấy cơ hội đấy nhá, anh quản lý nhắn nhủ. Phía bên kia vừa tới nhà đã bị các thành viên chất vấn hai người. Các người bạn sau khi đi xem bộ phim của Maha đóng về liền trêu chọc nhìn biểu cảm của cô trên phim. Đúng là diễn xuất thần như thật, không biết là thật hay là diễn đây, đúng là thật thật giả giả mà. Bị nhìn thấu tâm can, Maha một chút gọi là chột dạ. Maha vội vàng giải thích đều là diễn xuất cả thôi, là do quân Ryok cùng các tiền bối dạy dỗ tốt nên mới thế. Đương nhiên chuyện này làm sao qua mắt được những đôi mắt nhìn thấu hồng trần, và họ đã nhìn cô suốt bao năm qua cơ chứ. Nhưng trong thâm tâm của Gia thì quân Ryok thường xuyên bắt nạt Maha, khiến cô đây trước đó vẫn luôn ghét bỏ anh, cho nên khi thấy cảnh hôn của hai người, hận không thể xông vào trong màn hình kéo ra đấm cho một trận ra hình ra hài. Nhưng thật không ngờ giờ Maha lại không ngừng nói tốt cho quân Ryok, còn nói cô không có tình cảm gì và tuyệt đối không tin được. Thật ra vào ngày đầu phim ra mắt, bạn thân của Maha cũng đi tới xem. Từ hồi Maha còn làm thực tập sinh, Jujin đã âm thầm thích cô, tới giờ đã yêu thầm Maha được 8 năm rồi. Bình thường khi Maha có chuyện gì sẽ chạy tới đầu tiên, vì Maha anh còn chạy tới cãi nhau với idol đỉnh lưu mà không quan tâm mọi người chỉ trích. Vậy nên khi phát hiện cảnh hôn hít trong phim, anh vừa ghen tị lại vừa buồn bã. Anh ra sức tập nhảy muốn khiến bản thân mình mệt mỏi để đầu óc không còn nghĩ tới chuyện đau lòng này nữa. Và để vượt qua quân Ryok, anh lại gọi quản lý tới, anh nói mình muốn thử quay phim. Cho dù mới trước đây anh đã từ chối, em cũng muốn tự đóng phim truyền hình và điện ảnh. Quản lý hỏi lại, không phải cậu bảo không hứng thú sao? Em muốn thử một lần, em nghĩ hết rồi, hơn nữa còn muốn làm thật tốt. Chuyển cảnh, dù đã hết lời khuyên can nhưng quân Ryok vẫn cố chấp không nghe anh. Quản lý DAE quân đưa anh tới một ngọn núi không một bóng người, để cho anh quay sâu thực tế sinh tồn nơi hoang dã. Nhìn môi trường khắc nghiệt như này chỉ muốn về nhà. Không ngờ ống kính lúc này đã lia tới trước mặt anh rồi. Tổ ekip còn chu đáo thu cả điện thoại cùng những vật dụng khác của anh. Tức giận không thôi nhưng anh cũng chỉ đành phó mặc cho số phận chịu sự sắp xếp của ekip. Cảm thương hơn, sau khi dựng máy quay xong, tổ ekip và đạo diễn đều rời đi. Tại cái nơi khỉ ho có gái đồng không mông quạnh này, ngoài anh ra cũng chỉ còn lại những chiếc máy quay vô tri. Đường đường là một thần tượng nổi tiếng, một idol đỉnh lưu, này bị vứt đến đây tựa như một tội nhân, bị đày đi đến biên cương để tự kiểm điểm, khuôn mặt bất lực vì muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với quân Ryok. Đích thân Maha đã đổi số điện thoại đã dùng 8 năm của mình. Buổi tối Maha không ngủ nổi, cô nhìn lại những bức ảnh hồi 3 năm trước, khi không được debut để nhắc nhở bản thân cần phải tập trung vào sự nghiệp, cắt đứt tình cảm cùng với idol đình đám kia. Chuyển cảnh quân Ryok có thực mới vực được khoai ăn, không ngờ lại xui xẻo bị chim ở trên núi dọa sợ chạy vào như tào tháo rượt. Cuối cùng anh cũng tập trung bắt đầu chẻ củi chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Dù gì anh cũng chưa từng trải nghiệm những công việc này bao giờ, nên mỗi lần cảm thấy mệt mỏi cùng đau khổ anh lại hỏi thăm 18 đời tổ tông anh quản lý 1 vạn lần. Khi cả người quân Ryok đã lấm lem khói bụi thì gói mì duy nhất mà anh giấu được cũng đã nấu chín, nóng lòng được lớp mì vào bụng. Ai ngờ vì nóng quá nên làm đổ nồi mì xuống đất. Đau lòng nhìn nồi mì thơm phức ở trên mặt đất, anh bất lực tột độ, trong đầu lại mắng chửi cả dòng tộc anh quản lý. Đài đoạn đi cái chương trình sinh tồn nơi hoang dã mà người thường không nghĩ ra được này, không dễ gì mới gắn được tới lúc đi ngủ. Cuối cùng lại bị cái máy quay hoạt động không ngừng nghỉ, làm phiền khiến anh không thể nào ngủ nổi. Không biết nhờ vào thế lực tâm linh nào đó mà anh sống sót ở đây được 1 tuần đến khi kết thúc show thực tế này. DAE quân tới đón anh mới 1 giây trước lúc quân Ryok còn đang oán trách cuộc sống khổ sở ở đây. Giây sau vừa được cầm điện thoại đã vội vã nhắn tin cho Maha. Kết quả anh phát hiện ra Maha không hề nhắn lại cho anh một tin nào. Anh lên mạng tìm bộ phim diễn với Maha đang có rất nhiều người bình chọn cho các cảnh quay của phim này.
Bởi vì trước đó Quân Ryok đã hứa rằng sẽ diễn lại cảnh quay đặc sắc đạt được 5 triệu lượt bình chọn. Bây giờ fan của anh đang ra sức bình chọn nhưng vì không muốn hai người diễn lại cảnh hôn nhau nữa, nên fan đang cố gắng bình chọn cảnh quay múa kiếm của anh. Nhưng anh đây ngược lại lại muốn diễn cảnh đó một lần nữa nên đã lén bình chọn cảnh hôn của hai người. Đủ lượt bình chọn thì chắc sẽ được gặp mặt nhỉ, nhưng lại không nghĩ tới nếu không đạt đủ 5 triệu bình chọn thì lời hứa sẽ không thể thực hiện được. Quân Ryok phiền não không thôi, cứ tưởng là mình sẽ không được gặp Maha một thời gian dài. Không ngờ tới chiều trên đường đi gặp mặt với đạo diễn lại vô tình gặp được Maha ở đây. Sau một tuần xa cách gặp lại người mà mình thích, giờ chỉ mới lén nhìn một cái mà anh đã vui mừng không thể tả nổi. Nhưng một giây sau lại không thể vui nổi nữa bởi vì anh phát hiện ra Maha có ý xa cách với anh. Không hiểu sao bỗng nhiên lại thay đổi hoàn toàn thái độ với anh, như vậy một tuần không gặp liền trở nên lạnh lùng. Không tới mức đó chứ, cô còn không thèm liếc mắt nhìn anh. Nhưng anh lại không biết trong giới giải trí này có vô số người đang nhìn chằm chằm vào hai người. Quan hệ lại càng gần càng nguy hiểm. Quân Ryok là một người nổi tiếng trong giới. Mặc dù nhìn qua thì thấy địa vị rất cao nhưng lại phải cực kỳ cẩn thận. Một khi đã yêu thì vị trí mà anh vất vả mãi mới có được, như hôm nay rất dễ mất như trời. Mà đối với một người trong nhóm nhạc mới ra mắt không có ai nâng đỡ như Maha, còn phải gánh vác thêm ước mơ của hai thành viên còn lại. Nếu như cô muốn yêu đương lúc này vậy chẳng khác gì dập tắt tiền đồ của hai người đồng đội. Hiện thực tàn khốc khiến Maha phải thiệt tình. Vậy nên cho dù hai người có tình cảm với nhau nhưng vì tương lai của cả hai nên chỉ có thể giữ khoảng cách, coi như là người không quen biết. Thân phận khác biệt của họ giống như hai cung đường cắt qua nhau. Dù có từng gặp nhau nhưng cuối cùng thì càng đi càng xa. Cho dù Maha vô cùng thích Quân Ryok, nhưng cô cũng chỉ có thể ngắm ảnh của anh rồi lặng lẽ cất gọn tình cảm của mình đối với anh. Quân Ryok bị Maha lạnh nhạt liền buồn bã không thôi. Buổi tối về tới nhà có thể nghe thành viên cùng nhóm nói về cảnh hẹn hò của mình. Diễn cùng với Maha, Quân Ryok vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị khó chịu. Anh không biết phải làm thế nào mới thân thiết được với cô hơn. Lúc này anh bạn thân của Maha, Ju Jin đã nhận được kịch bản đầu tiên trong sự nghiệp. Mặc dù phải đóng vai phụ trong phim Quân Ryok đóng chính, nhưng dù vậy anh cũng thấy thỏa mãn. Anh quyết phải giành được vai diễn này, khiến vai diễn này phải nổi hơn Quân Ryok. Sau khi vượt qua buổi diễn thử vai, Ju Jin bắt đầu dốc lòng nghiên cứu kịch bản. Đúng lúc này, thành viên cùng nhóm Maha gửi tin nhắn tới. Maha, giờ này vẫn đang tập nhảy trong phòng tập, bọn họ lo lắng không thôi. Hy vọng Ju Jin có thể đưa Maha về nhà. Maha vừa luyện tập xong định về nhà lại gặp mặt Ju Jin đến đón cô. Ju Jin nói cho cô biết tin mình đã vượt qua buổi diễn thử vai. Hai người vô cùng vui mừng lại không biết Quân Ryok lúc này đang ở trong xe gần đó. Bạn có tin được không, khi mà một idol nổi tiếng đỉnh lưu của xã hội đã có hàng vạn fan hâm mộ như anh ấy, vậy lại là một người thê thảm trong tình yêu. Khi nhìn thấy cô gái mà mình yêu vô cùng thân thiết cười đùa với người đàn ông khác, anh lập tức như ăn phải bình giấm chua, ghen tuông không thôi. Ban ngày lạnh nhạt với anh, thế mà buổi tối lại cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Càng nghĩ càng tức giận không thôi, anh ấn mạnh còi xe làm gián đoạn cuộc trò chuyện thân mật của họ. Sau đó Quân Ryok chủ động xuống xe đưa Maha về nhà, nhưng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Quân Ryok nên đã khéo léo từ chối. Quân Ryok hai lần xung đột với một idol danh tiếng thua xa mình. Không khí giữa ba người bắt đầu trở nên căng thẳng, Maha thấy thế chỉ đành chủ động hòa giải. Cô đồng ý đi về cùng với Quân Ryok. Trên đường đi, anh không nhịn được mà cười trộm. Xem ra Maha vẫn đứng về phía mình, không khí trên xe có phần ngượng ngùng. Maha hỏi sao anh lại đến đây, anh nói vì nhớ em. Trong một diễn biến khác, hai thành viên trong nhóm giúp Quân che giấu đã bị phát hiện. Anh vừa về tới nhà đã bị trưởng nhóm chất vấn, Quân không thể làm gì khác ngoài việc xin lỗi. Trưởng nhóm tức giận nói, này cậu đừng quên cậu cũng là thành viên SAS. Câu nói này cứ lặp lại mãi trong đầu của Quân Ryok. Anh và Maha đều không phải là người có tự do gánh vác trách nhiệm nặng nề, không thể muốn làm gì thì làm. Từ đó Quân Ryok không đi tìm Maha nữa, ngày ngày điên cuồng tập luyện cảnh võ thuật trong phim. Quản lý cũng cảm thấy Quân Ryok đang ép bản thân quá mức, nhưng chỉ có như vậy mới khiến anh không còn nghĩ ngợi nhiều. Một hôm Ju Jin tới thử cảnh đánh võ đối đầu với Quân Ryok, cả hai vốn không vừa mắt với nhau, nên sẵn tiện hai người mang hết sự ghen tuông của mình thể hiện ra trong trận đánh. Ở nơi khác tình trạng của Maha không tốt hơn là bao, cô cũng vô cùng đau khổ khi phải từ bỏ một người mình đã ngưỡng mộ 8 năm. Vì ngôi sao nổi tiếng Jima mà cô ngưỡng mộ đã thẳng thắn nói với cô rằng cô ấy cũng thích Quân Ryok. Khoảnh khắc đó cô vô cùng tự ti bởi Jima tự tin rạng rỡ chính là idol và tấm gương để cô noi theo. Maha bắt chước cô cũng chính bởi vì sùng bái cô ấy muốn trở thành một người giống như vậy. Khi Maha nghe thấy idol của mình tự thân thừa nhận cô ấy thích Quân Ryok, trong lòng cảm thấy thật không biết làm sao, bởi tất cả mọi thứ cô đều không thể so với cô ấy. Đây là sự thật, cô không tự tin mình có thể mãi mãi giữ được tình cảm của Quân Ryok. Vô cùng đau lòng, dường như khung cảnh hai người rời xa 8 năm trước lại hiện ra trước mắt. Không giấu được nỗi xót xa, cô hiểu rằng hai người không cùng một thế giới. Dù có cố gắng cách mấy cũng không thể ở bên nhau. Nghĩ như vậy, Maha lại càng tập luyện chăm chỉ như để không nghĩ tới anh. Nhưng lại vô tình phân tâm bị trẹo chân, Jia vội vàng lo lắng chạy tới khuyên Maha đừng có liều mạng như vậy. Đúng lúc này, Ju Jin xuất hiện gọi mọi người tới trường quay, xem lần đầu quay phim của Ju Jin. Có điều không ngờ tới sự xuất hiện đột ngột của cô, lại khiến Quân Ryok gặp tai nạn xe nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng. Cả đoàn phim nháo nhào lên. Tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu, sợ có nguy hiểm tới tính mạng. Thực ra trước khi thực hiện cảnh quay, Quân Ryok đã biết cảnh đua xe hoành tráng này có chút nguy hiểm, nên đã diễn tập trước rất là nhiều lần để đảm bảo không có gì sai sót.
nhưng anh không thể ngờ mình sẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Maha mà hốt hoảng bị tai nạn. Anh bị thương ở đầu, hôn mê ngay tại chỗ. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, Maha hoảng sợ đến nỗi mất hồn mất vía. Cô nhìn mọi người vội vàng cấp cứu cho Quân Giai Ốc, mình lại sợ đến nỗi không dám đến gần, sợ hai người sẽ phải mãi mãi chia xa. Trước giờ cô chưa từng luống cuống đến vậy, nhìn Quân Giai Ốc chẳng còn chút sức sống, khiến cô cũng bắt đầu ngạt thở dầu dĩ. Quân Giai Ốc được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Quản lý tự trách bản thân tới mức bật khóc. Ông chủ cùng các thành viên khác nghe được tin xấu cũng lập tức chạy tới đây. Mọi người đều lo lắng cho sự an nguy của Quân Giai Ốc, nhưng chỉ riêng mình ông chủ. Ông ta lại chỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ rằng nếu mặt Quân Giai Ốc có sẹo thì sẽ không thể bán mạng kiếm tiền cho ông ta được. Ông ta liên tục trách cứ quản lý vô trách nhiệm, không lường trước được nguy hiểm có thể xảy ra. Không chỉ có vậy, ông ta thậm chí còn nhẫn tâm đến mức chăm sai thư ký mượn chuyện này để thêm độ nổi tiếng, tạo cho Quân Giai Ốc hình tượng một diễn viên đam mê điện ảnh có tâm với nghề. Qua thăm khám một hồi, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận, mặc dù vết thương không quá nặng, cơ thể không có vấn đề lớn, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày. Jima mà biết được tin tức cũng vội vàng chạy tới. Cô ấy nhìn Quân Giai Ốc vẫn luôn luôn hôn mê không tỉnh thì không ngừng trách móc công ty tàn nhẫn ngược đãi anh. Anh ấy được ngủ mấy tiếng, các người có cho anh ấy ngủ không? Vừa phải thôi, sức chịu con người có giới thiệu. Quản lý hổ thẹn đến nỗi không nói được gì, bởi vì anh thật sự vì để Quân Giai Ốc và Maha không tiếp xúc với nhau mà sắp xếp cho Quân Giai Ốc rất nhiều công việc. Cùng lúc đó, tin tức quay phim bị thương cũng bùng nổ dư luận ở bên ngoài. Người hâm mộ vì lo lắng cho anh nên lũ lượt đứng kín cổng bệnh viện. Con người không có thân phận để tới gần như Maha chỉ có thể trộm đứng ở phía xa mà sốt ruột chờ đợi. Do không nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào của Quân Giai Ốc, cô chỉ đành gọi điện cho Jujin cùng đoàn phim để hỏi tình hình. Nhưng cả anh ấy cũng không biết gì cả. Maha ngày càng hoảng sợ lo lắng, cho dù bản thân lạnh tới mức tai đông cứng ngắt, nhưng vẫn cố chấp muốn đứng bên ngoài bệnh viện chờ đợi tin tức của anh. Đúng lúc này Jima đi ra từ bệnh viện. Maha nhìn thấy cô ấy có thể tự do vào thăm Quân Giai Ốc thì hâm mộ không thôi. Thực sự là đau trong lòng nhiều một chút. Đúng là một người biết cơ hội, nhưng Quân Giai Ốc sau khi bị tai nạn xe đã cố ý giả vờ bệnh nặng, lại không ngờ được Crash thâm tình tỏ tình với mình. Hai người bắt đầu lén lút hẹn hò. Trước đó anh hôn mê cả ngày mãi không thấy tỉnh khiến quản lý lo lắng tới mức khóc lóc, không ngừng xin lỗi, than thở rằng mình không nên sắp xếp nhiều công việc cho anh tới vậy. Chỉ cần Quân Giai Ốc tỉnh lại thì chuyện gì anh cũng sẽ làm. Cậu có nguyện vọng gì anh đây cũng nghe hết, nên là mở mắt ra đi. Không ngờ chỉ chờ tới câu nói này Quân Giai Ốc mới tỉnh dậy. Quân Giai Ốc vội vàng bảo quản lý dẫn Maha mà anh luôn mong nhớ đi tới đây, vì lo lắng cho anh mà Maha đã mất ngủ cả một đêm. Khi tới quay phim cùng với thành viên cùng nhóm với Quân Giai Ốc, cô nôn nóng hỏi thăm tình hình từ hai người. Một câu đừng lo lắng của Jun hữu khiến Maha bùng nổ. Chuyện liên quan tới tính mạng sao có thể không lo lắng chứ? Maha ngày càng bất an, nên khi quản lý của Quân Giai Ốc đến đón cô liền xin nghỉ để đi thăm anh. Quân Giai Ốc lúc này còn đang diễn tập lời mình muốn nói với Maha, chưa kịp thuộc thoại thì anh chợt nghe thấy tiếng động liền vội vàng nằm xuống giả vờ bất tỉnh. Lúc này Maha vẫn chưa biết gì, thấy Quân Giai Ốc hôn mê cả một ngày chưa tỉnh. Maha tưởng anh bị thương nặng nên đã khóc ngay tại đó, mà chỉ vì muốn nghe những lời trong lòng của Maha cố gắng nhẫn nhịn ép bản thân nằm yên. Nghe một hồi bày tỏ tình cảm xến xúa, Quân Giai Ốc nghe mà thích lắm. Luôn nghe thấy những lời mình mong chờ đã lâu, Quân Giai Ốc cũng không giả vờ lợi nữa. Đột nhiên ngồi dậy bừng tỉnh trong cơn mơ khiến Maha kinh ngạc đến mức nấc cụt. Nhìn Maha ngốc nghếch ngỡ ngàng đứng đó, anh nhẹ nhàng xuống giường đích thân dạy cô cách để hết nấc tư thế. Hai người vô cùng thân mật, thêm vào đó không khí thân mật. Này là câu bày tỏ của anh. Anh cũng rất nhớ em, anh cũng thích Ly Maha. Một nụ hôn vô cùng ngọt ngào giáng xuống đôi môi đỏ mọng. Thực là đau mắt quá đi thôi. Về tới nhà Maha vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Không biết làm sao mà cứ thế tỏ tình với người mà mình vốn không nên dây dưa vào. Không chỉ vậy lại còn trở thành người yêu của anh, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Trong khi tâm trạng Maha còn đang rối bời, bỗng Quân Giai Ốc gọi điện tới. Maha kích động vội vàng nhấc máy, thế mới nói trần gian này không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không ngờ một người không biết yêu như Quân Giai Ốc sau khi tỏ tình xong lại rất biết cách thả thính. Mấy câu xến sẩm cứ sơ hở là mở miệng ra là nói được, mà cách này chỉ nên áp dụng với trai đẹp thôi nha các bạn. Maha nghe mà đỏ mặt ngại ngùng, tim đập ba la bùm. Vào trong nhà, Maha phát hiện Jia vẫn đang đợi cô. Trực giác thứ 8 của phụ nữ khiến cô ấy nghi ngờ, mặt mày hớn hở như kia chắc chắn đã gặp Quân Giai Ốc. Cô ấy tiếp tục chất vấn, rõ là cậu với Quân Giai Ốc có gì đó phải không? Maha giả giọng ngập ngừng, có thể có gì được chứ, cuối cùng cũng tạm qua ải này. Cô gái ngốc nghếch của chúng ta, cứ tưởng mình che giấu tốt lắm nhưng ai nhìn vào cũng lờ mờ đoán được trạng thái của cô. Với con mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần, Jiha vừa nhìn đã biết cô đang yêu đương. Nhưng Jiha không hề giống với quản lý của Quân Giai Ốc đích mà lại từ tốn khuyên bảo cô nên che giấu tâm ý của mình lại, đừng để những người khác. Cô thấy vô cùng cảm kích sự đồng cảm và quan tâm của anh. Quản lý Maha nhẹ nhàng đáp, Quân Giai Ốc trong bệnh viện luôn miệng giải thích rằng mình khỏe rồi. Tuy nhiên nào để anh lộng hành như vậy. Dae Quân hết lực cản Quân Giai Ốc vĩ nằm lại bệnh viện, đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Tới cả nhắn tin cũng phải suy ngẫm hồi lâu, thấy Quân Giai Ốc cân nhắc mãi mà vẫn chưa chịu trả lời. Quản lý nhìn không nổi nữa, anh giành lấy điện thoại giúp Quân Giai Ốc gửi một cái sticker hôn má. Cứ thế gửi là được rồi, không phải rất đơn giản sao? Anh quản lý cảm thấy mấy người yêu nhau thật khó hiểu. Quân Giai Ốc xuất viện mà không có lấy một đồng đội nào quan tâm.
Anh vừa một giây trước mắng mỏ tụi nhóc này vô tâm thì một giây sau liền dọa chết tôi rồi. Hóa ra các thành viên đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho anh. Ai cũng cầu chúc cho anh mau khỏi và không bao giờ gặp những tình trạng như vậy nữa. Điều này khiến Quân Rai Ốc cảm động không thôi. Ngày hôm sau nghe tin Quân Rai Ốc ra viện và đi làm lại thì fan của anh đã đến từ sớm và vô cùng vui mừng khi gặp lại. Nghe thấy anh nói không sao, ai cũng đều kích động mà khóc. Chỉ có điều dường như hơi bị ố dề thì phải. Một người hướng nội như anh hôm nay lại rạng rỡ an ủi fan khiến các cô gái này cảm thấy có gì đó sai sai. Các cô gái này liền nảy sinh nghi ngờ và đã nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó từ hành động bất thường của anh. Trong đoàn làm phim anh gặp lại Jujin, anh bỗng nhớ lại sự quan tâm và chăm sóc quá mức của cậu ấy với Maha, bỗng cảm thấy có mùi nguy hiểm. Quay lại ngay lập tức anh chặn Jujin rồi hỏi có phải cậu thích Maha không. Jujin hiểu trong lòng Maha chỉ có Quân Rai Ốc vậy nên cậu thất vọng nói mình đã từng thích cô ấy, nên giờ hai người chỉ là bạn thôi. Anh nghe điều này vừa mới vui mừng vì Maha sẽ không bị người khác cướp mất. Ai ngờ một giây sau Jujin Hải quay xe và lại nói, mặc dù Maha đơn phương coi cậu là bạn nhưng cậu lại không nghĩ như thế. Là bạn trai của Maha, anh mắt anh bật chế độ nghiêm túc. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm bạn với cô ấy cả đời. Jujin cảnh báo anh đừng có mà lơ lỏng cảnh giác. Sau khi cảnh báo xong cậu liền quay mặt đi để lại Quân Rai Ốc đang nhăn mày. Sao nhìn anh ta lại thấy chướng mắt vậy nhỉ? Sau khi tan làm, Quân Rai Ốc mượn cái xe yêu quý của anh quản lý. Bắt đầu có buổi hẹn hò đầu tiên cùng với Maha. Hai người đi tới bờ sông, Maha lại nói phía bên kia bờ sông sẽ có người chụp ảnh. Nghĩ tới cảnh phim cùng Maha hôn nhau bị người khác chụp lại, anh bất giác thấy rùng mình. Không được không được. Anh vội vàng đưa Maha đi tới nơi đang nổi dần trên mạng. Thế nhưng ở đây vô cùng đông đúc. Đâu đâu cũng thấy, thân thế người là một idol nổi tiếng chắc chắn sẽ có người nhận ra anh. Họ lại phải đổi chỗ lần nữa vì thân phận của hai người. Tới cả chuyện hẹn hò như người thường đối với họ cũng là một điều vô cùng khó khăn. Hai người chỉ đành lái xe quanh một chỗ nói chuyện với nhau, khiến Quân Rai Ốc về đến nhà mà mặt chán như con rán. Anh cảm thấy mình là bạn trai không đủ tiêu chuẩn. Nhưng Quân Rai Ốc cùng Dojin vừa định lập kế hoạch đi hẹn hò cho Quân Rai Ốc thì Ji Hyun bỗng đi ra trên. Hóa ra Ji Hyun đây cũng cùng một nỗi khổ như Quân Rai Ốc. Nghe Ji Hyun nói một hồi vừa nghe qua anh đã biết Ji Hyun cũng biết yêu rồi. Liền giơ ngón tay cái với anh ta. Tôi phải công nhận một chân lý rằng không ai bình thường khi yêu. Ngày hôm sau 4 giờ sáng, Quân Rai Ốc đã hẹn Maha ra gặp mặt. Để tránh đám săn ảnh đi theo lại, không ngờ chỉ vì gặp anh mà Maha còn kỳ công trang điểm xinh đẹp. Vừa gặp mặt chỉ kịp nói một câu anh lại phải nhanh chóng đi tới đoàn phim. Chỉ đành lưu luyến nói tạm biệt với Maha. Quản lý vội vàng thúc giục nhanh lên đi muộn rồi đó, đi nhanh lên. Buổi tối Maha vừa than thở với không khí rằng nhớ anh quá. Đi thì ôi thật bất ngờ. Trùng hợp thay anh đây cũng xuất hiện ngay sau lưng cô. Người mà cô hằng nhung nhớ lại bất ngờ xuất hiện ngay sau mình, khiến cô vừa bất ngờ vừa hạnh phúc không thôi. Quân Rai Ốc nắm lấy tay và muốn cùng cô hẹn hò tử tế. Lần này hai người bịt kín mít như ninja lít đi đến ngọn núi yên tĩnh. Trên đường còn tình cờ gặp nữ diễn viên Kim Ji Min đang giang giang díu díu mập mờ cùng ai đó. Họ quyết định có thấy cũng coi như tai không nghe mắt không thấy mà lom dom đi. Nửa đêm ngồi trên đài quan sát trên núi mà nó cũng có cảm giác đặc biệt quá khi đi cùng người yêu. Hẹn hò ngắm sao trời khiến Maha vô cùng vui vẻ. Quan trọng hơn là Maha từng cho rằng Quân Rai Ốc là ngôi sao mà cô không bao giờ với tới. Nhưng hôm nay ngôi sao đó lại đang ở bên cạnh cô và soi sáng cho cô. Vào lúc hai người đang vui vẻ, hạnh phúc nguy hiểm cũng đã rình rập. Từ đây xuất hiện thợ săn tin đồn chuyên chụp ảnh scandal tình ái của idol nổi tiếng. Hắn ta đang chuẩn bị tung tin này để kiếm bội tiền. Ở một diễn biến khác, từ thành viên trong nhóm Quân Rai Ốc vô tình nhìn thấy cảnh phim mà Maha sắp phải quay. Vừa nhìn đã lập tức nhíu mày. Ngoài vô số cái hôn thì không nhìn thấy gì cả, Doji hoảng hốt sợ Quân Rai Ốc sẽ tức giận. Mặc dù Quân Rai Ốc ngoài mặt tỏ ra bình thản. Đóng phim chỉ là diễn ngoài, đời mới là hiện thực, nhưng vẫn không kiềm chế được khỏi thời gian quay của Maha. Hôm đó lấy danh nghĩa đang cổ vũ cho thành viên trong nhóm, Quân Rai Ốc đã đến trường quay. Còn nhìn thấy tiền bối diễn cảnh hôn với Maha. Quân Rai Ốc vì muốn chứng minh mình không phải là người đàn ông nhỏ nhen biểu hiện rất thẳng thắn. Maha có thể diễn cùng tiền bối như vậy là cơ hội học hỏi rất tốt. Anh tự lừa mình thì được chứ sao có thể lừa người khác. Quản lý nhìn cái đã nhận ra sự ghen tuông của Quân Rai Ốc. Trong lòng cậu rất tức giận, nó bắt đầu bùng cháy rồi kìa, khuôn mặt miễn cưỡng. Nhưng anh vẫn rất cứng miệng, tôi có thể ghen tuông chầu tre như vậy sao? Khi vào cảnh quay thật, Maha chỉ gọi một tiếng oppa mà anh bên ngoài đã như bị kích thích từng tế bào. Anh ghen chịu hỏng có nổi. Mới chỉ có diễn một chút cảnh hôn còn chưa quay mà anh đã ghen đến bốc hỏa rồi. Nhưng lại ngại vì tình yêu của hai người không công khai. Anh chỉ dành hết toàn bộ sức lực để nén nhịn cơn ghen, thế nhưng chưa dừng lại ở đó. Cảnh hôn của Maha còn phải quay từng góc một, làm đi làm lại nhiều lần. Đoán trước được điều gì đó, anh quản lý vội vàng bịt mắt anh. Nhưng đến giờ phút này làm sao có thể nhịn được nữa. Vô cùng tức giận gạt tay quản lý khó chịu khi trong lòng không thể giải tỏa. Đột nhiên anh thấy Dojin ở phía xa đang diễn như muốn đấm vào mông. Cảnh quay vừa kết thúc, Quân Rai Ốc chạy thẳng đến tự tay chỉ bảo làm sao để diễn tả nỗi bất hạnh khi bị cướp. Bạn gái quản lý ở đằng xa nhìn Quân Rai Ốc mù quáng trong tình yêu mà mệt mỏi vô cùng. Ji Ha đến bên cạnh, đi Quân, nói thật là vất vả cho anh rồi, phải làm cầu tình duyên cho họ vô cùng bất lực. Dae nói anh cũng biết cậu ấy mà mê muội cái gì là điên luôn. Tận mắt nhìn thấy bạn gái và người đàn ông khác quay cảnh hôn là cảm giác gì? Sự ghen tuông của Quân Rai Ốc có thể tràn qua màn hình. Cảnh quay vừa kết thúc, Quân Rai Ốc lập tức bảo Maha đến nhà kho gặp mình. Vừa thấy đã vội kéo mạnh cô bên cạnh mình rồi nói giọng toàn mùi giấm chua.
cảnh hôn nhập tâm quá nhỉ, ghen tuông quá rõ ràng. Maha buồn cười nói giờ anh đang ghen với người ta sao? Quân Ryok vội vàng phủ nhận ai mà thèm. Ngay lúc này có người đi vào nhà kho. Quân Ryok nhanh chóng kéo Maha đi trốn. Khoảng cách mập mờ khiến tim họ đập muốn nhảy ra ngoài. Quân Ryok nóng lòng muốn hôn cô ngay tại chỗ nhưng đáng tiếc lại bị Maha đẩy ra vô cùng tủi thân. Một bên anh nói không sao nhưng bên trong thì chắc hẳn nước mắt là biển rộng. Anh tức giận bỏ đi. Maha vội vàng chặn anh lại nhanh chóng thơm trộm một cái lên má anh. Maha đi rồi nhưng Quân Ryok vẫn đang chìm trong sự vui sướng của cái thơm má. Tất cả sự ghen tuông và tức giận trong lòng nên biến mất ngay lập tức được thơm cái là ngoan ngoãn hẳn ra. Thế nhưng vẫn giả miệng đòi hỏi nếu đã hôn thì phải hôn môi chứ. Việc hai người lần lượt đi ra từ trong nhà kho lén lút hẹn hò đã bị paparazzi âm thầm chụp lại hết. Cầm tấm ảnh hai lần hẹn hò và bán cho ông chủ của Quân Ryok là Park Jimin. Mặc dù hai bức ảnh yêu đương của Quân Ryok bị mua sạch, nhưng hôm đó paparazzi còn chụp được ảnh tình tứ của idol diễn viên nổi tiếng khác. Lo âu sợ mình và Quân Ryok cũng bị chụp trúng. Mặt khác, scandal bắt đầu sợ thủ đoạn gây áp lực lên Maha. Sau khi ông ta biết Maha debut hai lần mới thành công, trong đầu ông ta liền có một ý tưởng nham hiểm. Ông lập tức liên hệ với ông chủ cũ của Maha. Biết được hợp đồng giữa Maha và công ty cũ vẫn chưa hết hạn lên ký hợp đồng với công ty khác là vi phạm hợp đồng. Park Ji-man xúi dục ông chủ cũ để đơn kiện họ, mượn cơ hội này hủy hoại sự nghiệp ngôi sao của Maha. Ngày hôm sau Maha liền nhận được hợp đồng bồi thường mà chủ cũ gửi đến, với lý do ba người đã vi phạm hợp đồng do ký hợp đồng với bên khác. Tin dữ này như sét đánh giữa trời quang. Sau khi quản lý được đã bảo trước hết tìm ra bản hợp đồng cũ, rồi tìm nhân chứng để chứng minh công ty cũng đã đơn phương vi phạm hợp đồng từ bỏ việc đào tạo họ. Maha vội vàng lục tìm hợp đồng cũ và định tìm người quản lý trước đây đã bỏ rơi cô làm nhân chứng. Lúc này nhóm nhạc của Maha đã bị đưa tin vì có một phụ kiện về hợp đồng kép. Rất rõ ràng đây là do công ty cũng thấy nhóm Maha nổi tiếng muốn đục nước béo cò. Quân Ryok đọc xong thì lo lắng không thôi. Quản lý của Maha đã tìm được ông chủ công ty cũ của cô, thì phát hiện phía sau ông ta còn có người khác. Chỉ điểm không ngoài dự đoán đó chính là cấp trên cũ của Ji-ha và là ông chủ hiện tại của Quân Ryok. Ông ta vẫn còn ghi hận Ji-ha 3 năm trước vì thủ đoạn kinh doanh của ông ta quá đáng khinh không hề biết xấu hổ. Ji-ha đã đề nghị từ chức, ông ta đỏ mặt tía tai hận không thể tát lên tên bụi bặm đó. Hắn ta tức giận nói gọi tôi là anh đi theo tôi vậy mà lại vong ân phụ nghĩa khiến cho tôi bẽ mặt rồi rời đi. Nghĩ là vì muốn đối phó anh mà muốn hủy hoại tiền đồ mà các cô gái đã cực khổ liều mạng 8 năm mới có được. Ji-ha vô cùng nóng giận, tôi cảnh cáo ông đừng đụng đến nghệ sĩ của tôi. Nhưng Ji-ha hoàn toàn không ngờ tới trong tay lại có chứng cứ yêu đương của Maha và Quân Ryok. Ji-ha sững sờ, rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông ta vô cùng thản nhiên nói cậu phải nói chuyện tử tế mới đúng. Ra lệnh cho tôi đừng động đến Maha hoặc là cầu xin tôi đừng động đến Maha. Bản thân cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Một bên khác vì việc Maha bị kiện nên tâm sự trùng trùng. Anh không kiềm được và gọi điện cho cô. Nghe thấy cô tự tin nói có thể giải quyết chuyện này anh mới có thể yên tâm. Tại sao lại có thể tự tin như vậy? Bởi Maha đã tìm được nhân chứng có thể chứng minh là do công ty cũ đã vi phạm hợp đồng trước. Cậu ấy chính là một người tốt dễ mềm lòng, biết được nhóm Maha ban đầu đáng thương biết bao nhiêu. Tham gia sự kiện chỉ toàn mặc những bộ đồ mà nghệ sĩ khác đã mặc mà đã vậy ký túc xá còn là nơi tồi tàn. Thường xuyên cúp điện cúp nước, tính ra công ty cũ không hề có chút tổn thất nào. Ngược lại là nhóm Maha vẫn luôn phải chịu khổ, chịu mệt từ xưa đến nay chưa từng nhận được lương. Đơn phương vi phạm hợp đồng trước chính là bọn họ bên trong máy tính cậu ấy có rất nhiều chứng cứ. Và đồng ý đứng ra làm chứng giải quyết sau chuyện này. Maha còn chưa kịp vui mừng thì lại từ Ji-ha biết được tin tức mình và Quân Ryok đã bị chụp ảnh lại. Anh nói vấn đề kiện cáo tôi có thể giúp cô giải quyết nhưng chuyện này thì khác. Hiểu được vấn đề, Maha chỉ biết bất lực tôi xin lỗi đại diện. Quân Ryok vừa hoàn thành cảnh quay đã thấy cuộc gọi nhỡ của cô. Vội vàng lén lút tìm đến một nơi không người qua lại gọi lại. Maha nói chuyện họ hẹn hò đã bị chụp. Quân Ryok bình tĩnh an ủi Maha để cô đừng lo lắng nhưng thật ra trong lòng anh lại vô cùng nặng nề. Đây không phải là một trở ngại dễ dàng vượt qua, vừa tan làm anh đã bị ông chủ gọi về. Ông ta đứng chờ từ chiều và cầm mấy bức ảnh chế nhạo Maha nói yêu nhau với Quân Ryok là để cái phim của anh. Muốn dựa vào anh để nổi tiếng, muốn Quân Ryok nhìn rõ hiện thực. Trực tiếp uy hiếp rằng ông ta có khả năng đưa Quân Ryok lên cao cũng có thể đạp anh xuống. Dù sao ông ta cũng lợi dụng Quân Ryok kiếm được đủ tiền rồi. Căn bản không có tổn thất chỉ đáng tiếc là đồng đội của Quân Ryok cũng sẽ bị liên lụy. Từng câu của ông ta như dao đâm vào lòng khiến cho tâm trạng của anh càng nặng nề hơn. Đè nén đến mức anh sắp chết ngạt. Một bên là tình cảm mãnh liệt không bỏ được. Một bên là tương lai và đồng đội. Dù đau lòng không thôi nhưng anh cũng không thể đưa ra một quyết định ích kỷ được. Bởi quyết định này sẽ hủy đi tiền đồ tươi sáng của đồng đội. Đồng thời hại quá trình rèn luyện gian khổ 8 năm của Maha bị hủy hoại. Vì vậy cuối cùng anh phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Anh hẹn gặp Maha để nói lời chia tay. Anh kéo cô vào lòng mình giao cho cô một cái ôm ấm áp, nhưng lại vô cùng luyến tiếc. Đây là cách duy nhất để bảo vệ tiền đồ tươi sáng của Maha. Khi nghe câu chia tay trong lòng Maha đau nhói khóe mắt ửng đỏ. Cô hiểu được đã rất khó khăn và thận trọng để đưa ra quyết định này. Trong giới giải trí có rất nhiều ví dụ về những người yêu nhau, nhưng không thể quang minh chính đại mà ở bên nhau. Maha kìm nén sự xúc động muốn khóc để Quân Ryok không cảm thấy có lỗi. Cười nói hai người vốn không có mối quan hệ đặc biệt nào. Từ đầu đến cuối cô chỉ là một fan hâm mộ sùng bái Quân Ryok. Nhìn cô gái mình yêu hiểu chuyện như vậy càng khiến Quân Ryok đau lòng hơn. Cô nói một kết thúc bi thương không thích hợp với sự lãng mạn. Em đi trước đây như một phản xạ.
Anh tiễn em sự quan tâm theo bản năng của anh khiến Maha suýt thì bật khóc, nhưng cô vẫn buộc mình xoay người từ chối. Quân Ryok rõ ràng rất không nỡ nhưng không thể giữ Maha lại. Cô kiên cường không để rơi giọt nước mắt nào, nhưng khi Maha nhìn thấy hình ảnh của Quân Ryok trên xe buýt, sự kiên cường bị phá vỡ bởi nỗi đau khi phải trơ mắt nhìn người mình yêu rời khỏi mình ngày càng xa, khiến Maha khóc đến tê tâm liệt phế. Lúc này anh vẫn còn đứng tại chỗ, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Sự kiên cường của Maha càng khiến anh càng áy náy hơn, không ngừng cảm thấy có lỗi. Anh bất ngờ mua về rất nhiều đồ ăn vặt, một người cực kỳ nghiêm khắc quản lý cơ thể. Bỗng nhiên hành động khác thường khiến đồng đội vô cùng lo lắng. Anh đang cười nhưng đội trưởng lại cảm thấy dường như anh đang khóc. Kết quả nhóm người vừa ăn xong bữa đêm hôm sau đã bị đưa đi tập nhảy điên cuồng. Dường như anh đã quay lại thời gian tàn nhẫn liều mạng lúc trước. Ngay cả người quản lý chất phác cũng cảm nhận được sự bất thường của Quân Ryok. Nhất định là có gì đó, có chuyện gì đó. Phía khác, vì Maha che giấu chuyện mình và Quân Ryok quen nhau rồi chia tay. Việc này làm cho Hyun Ji cảm thấy cô không xem mình là bạn thân nên vô cùng tức giận. Lại thêm về Hyun Ji yêu thầm Ju Jin, nhưng 3x4 lượt anh tìm cô lại chỉ vì quan tâm Maha. Điều này khiến Hyun Ji vừa đau lòng vừa buồn bã. Vì vậy hai người đã làm náo loạn một trận thông qua sự nhắc nhở của Jiha. Maha mới hiểu được rằng cô bạn mình thích Ju Jin, cho nên hết giờ làm việc Maha liền đến tìm Hyun Ji để gỡ bỏ nút thắt trong lòng giữa hai người. Trước đó Ju Jin đã luôn tìm cách che giấu ý tình suốt 8 năm của mình. Toàn bộ đều nói với Maha là tỏ tình cũng đồng thời là kết thúc từ trước đến nay. Trong mắt chỉ có Maha không thể thấy được người khác. Nhưng sau này cậu ấy đã thấy được ánh mắt giống hệt mình. Ở chỗ Hyun Ji qua nhiều lần gặp gỡ hòa hợp tâm tư của anh sớm đã đặt lên người cô ấy. Sau khi tháo gỡ hiểu lầm mối quan hệ của hai người lại tốt đẹp như trước. Một tuần sau khi Maha đi làm việc đã vô tình gặp được Quân Ryok. Lần đầu gặp mặt sau chia tay nên hai người đều có chút gượng gạo. Vẫn là Maha thoải mái chào hỏi trước. Sau khi nữ idol bị bạn trai nổi tiếng bỏ rơi, sự nghiệp của cô bất ngờ nổi lên trong một đêm. Bởi vì người quản lý cũng đã tiết lộ ra ngoài tất cả quá khứ bi thương khó khăn của nhóm nhạc nữ mà Maha là thành viên và giúp cho họ có được một lượng lớn fan hâm mộ ruột. Maha tạm thời quên đi Quân Ryok và chú tâm vào làm việc, là người đảm nhận vị trí nhảy chính trong nhóm. Cô thường xuyên đăng lên mạng những video tập luyện, đồng đội của mình. Jia cũng chuyên tâm vào thu âm bài hát và viết lời. Hyun Ji thì phải tham gia các buổi chụp hình tạp chí. Ba cô gái đều có những nhiệm vụ của riêng mình. Họ đã có được rất nhiều fan hâm mộ nhờ vào thực lực của mình, họ còn được cư dân mạng gọi là nhóm vươn lên. Khi thấy video nhóm của Maha trình diễn nỗi nhớ nhung của anh dành cho cô cũng dâng trào, bất giác đi về ngôi nhà kho lưu giữ ký ức đẹp giữa hai người. Việc chia tay hoàn toàn không khiến Quân Ryok quên đi Maha, mà ngược lại còn khiến Quân Ryok tích cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà anh dành cho Maha. Trong nỗi đau khổ khi phải chia tay, Quân Ryok bất ngờ nghe thấy tiếng cãi nhau. Người đàn ông sợ tin đồn lan ra làm hủy hoại tiền đồ, nên cố chấp đòi chia tay với bạn gái. Anh ta bảo bạn gái đừng bám lấy mình nữa. Nhớ lại ngày chia tay, Maha cố tỏ ra kiên cường và thản nhiên. Trong lòng anh bất chợt cảm thấy vô cùng chua xót. Quân Ryok bất ngờ cảm thấy bản thân mình bỏ rơi Maha, không khác gì tên cặn bã ở trong kia. Quân Ryok không nhịn được mà các động vật lý đánh anh ta, như thể đánh chính bản thân yếu đuối của mình. Không ngờ chuyện này đã bị đám người nhiều chuyện đồn đại, thành việc hai người đánh nhau vì mối tình tay ba. Nhưng khi chuyển đến tay Maha, lại bị đồn thành Quân Ryok không chỉ là một công tử sát gái mà còn ra tay đánh đối phương. Vì sợ tình địch nổi tiếng hơn mình, nghe mới khó tin làm sao. Nhưng cô tin rằng chắc chắn luôn anh ấy không phải là người như vậy. Muốn lén gọi cho anh nhưng lại kiềm chế được. Người quản lý vô cùng đau đầu vì chuyện của Quân Ryok đánh nhau, bởi vì đài truyền hình là mồ chôn rất nhiều người. Chỉ vấp chân thôi cũng sẽ bị đầy cứ như xuống 18 tầng địa ngục. Chắc chắn là danh tiếng của Quân Ryok sẽ bị tổn hại rất lớn. Quả nhiên tin đồn vang xa đến tai của Jima nên cô ấy đã đến chất vấn Quân Ryok. Cô đã sớm nhận ra Maha đã chia tay, vốn dĩ cô là một người dám yêu dám nhận, nâng được thì buông được. Ban đầu khi cô phát hiện ra Quân Ryok và Maha yêu nhau, thì cô đã hoàn toàn từ bỏ, chỉ là cô không nỡ thấy hai con người yêu mến nhau mà lại phải chia xa. Cho nên hôm nay cô đã đặc biệt tới đây để nhắc nhở Quân Ryok về sự hèn nhát của anh. Lúc này ông chủ nhờ cậy mối quan hệ để xử lý xong việc đánh nhau ở đài truyền hình. Nhưng vì chuyện này mà đã bị ép phải tham gia một chương trình ca hát để trả ơn. Chỉ là hoàn toàn không ngờ trong nhóm khách mời trình diễn lại có Maha. Sau khi chia tay gặp lại người yêu cũ, có thể ngại ngùng đến mức nào. Trên chương trình Quân Ryok cần phải chọn người ghép nhóm với mình, để có thể giúp Maha và Quân Ryok làm lành với nhau. Jima cố ý phát huy bản lĩnh của mình. Cô ấy không cho hậu bối lựa chọn, sau đó cô ra hiệu bằng ánh mắt với Maha, nhưng Maha lại cảm thấy ngại ngùng. Vì dù sao hai người đã chia tay, kết quả là không có một ai lựa chọn. Anh thất vọng nhưng vẫn cố gắng gượng cười. Khi MC hỏi có ai tình nguyện chủ động bước lên sân khấu không, anh đã nhìn về phía Maha mà anh yêu sâu sắc theo bản năng. Nhưng vẻ mặt né tránh của Maha đã khiến anh vô cùng thất vọng. Cuối cùng chỉ còn lại 4 người lựa chọn nhau. Vốn dĩ Quân Ryok đích dũng cảm lựa chọn Maha một lần, nhưng Maha lại lựa chọn người bạn tốt Ju Jin. Đối diện với kết quả bất ngờ này, Jima không kiềm chế được mà chế giễu Quân Ryok nhút nhát, đúng là chẳng nên cơm cháo gì. Sau khi mỗi một nhóm lựa chọn xong phạm vi ca khúc, họ có khoảng thời gian một tuần để tập luyện. Kết quả là Maha và Quân Ryok đã không hẹn mà cùng lựa chọn một ca khúc. Ca khúc này như giải bày cho tấm lòng của họ, những tâm tư trao gửi cho đối phương. Một tuần sau, trong lúc ghi hình chương trình, ánh mắt của Quân Ryok không kiềm chế được mà nhìn Maha. Còn Maha cũng âm thầm nhìn về phía Quân Ryok mà cô yêu.
Đến lúc trình diễn lời ca của Maha Thánh Pháp vang lên thay lời muốn nói, tâm trạng Ngôn Tích phức tạp chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng anh vô cùng buồn bã. Mượn lời ca tỏ tình Maha hát đến cảm xúc thực sự của mình, đôi mắt ngấn lệ. Maha trở về chỗ ngồi, tâm trạng anh trở nên u ám. Kể ra sau khi chia tay, Maha đau khổ hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Khi đến lượt trình diễn, anh đã nhìn về phía Maha, hy vọng cô có thể hiểu được tâm trạng mà anh che giấu. Sau khi chương trình kết thúc, dù quân Ryok đã giành được quán quân nhưng anh lại không thể nào vui nổi. Câu hát của Maha khiến tâm trạng của anh vô cùng khó tả. Lúc nãy Maha đang ngâm nga bài hát mà quân Ryok hát cho cô nghe, mắt cô bất giác lộ lên nỗi đau. Hai người họ yêu nhau nhưng không thể nào ở bên nhau, và việc đó đã giày vò hai người họ suốt ngày đêm. Sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, cô đã có được khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Maha đã quay trở về nhà đi thăm mẹ của mình, chỉ là cô không thể nào ngờ rằng quân Ryok bất ngờ chạy tới đây. Sau khi chia tay bạn trai cũ là ngôi sao hàng đầu theo đuổi, lại là cảm giác thế nào? Tối qua thấy bộ dạng đau buồn của người mình yêu trên TV, anh vô cùng trăn trở. Cảnh tượng ngày họ chia tay vẫn còn hiện rõ trước mắt. Anh giờ suy nghĩ, nếu khi đó mình không nói chia tay, nếu khi đó mình chạy theo nắm lấy tay Maha thì mọi chuyện sẽ ra sao? Anh quyết định sẽ bất chấp một lần, rũ bỏ hết mọi ràng buộc vì Maha. Khi thấy quân Ryok đích đột nhiên xuất hiện ở vùng nông thôn, Maha kinh ngạc đến mức đánh rơi hộp cơm. Cô có muôn vàn lời muốn nói với anh, nhưng không biết nói từ đâu. Anh lặng lẽ nhặt hộp cơm lên giúp cô, rồi còn giúp cô đi giao hàng, nhưng Maha không muốn nhận. Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng việc anh đã bỏ rơi mình. Dù cô ra sức đuổi anh đi chỉ coi như gió thoảng tai, anh phải biết thật mặt dày mới có thể theo đuổi lại cô. Phụ nữ thường mềm lòng, quả nhiên dần dần Maha không còn xua đuổi anh nữa. Thế nhưng anh lại lập tức rơi vào cảnh trớ trêu. Ngay sau đó một cuộc gọi của anh quản lý tới. Anh giơ điện thoại lên nghe máy nhưng không nhớ ra mình đang giữ xe đẩy. Tất nhiên chuyện gì tới cũng sẽ tới, chiếc xe lao không phanh xuống dốc. Lao thầm nghĩ thôi toang rồi, sợ Maha vừa mới nguôi giận một chút lại tiếp tục xua đuổi mình vì làm hỏng việc. Anh cũng cuồng liều mình đuổi theo bắt được chiếc xe. Nào ngờ cô chỉ quan tâm xem anh có bị thương ở đâu không, rồi bảo hết việc rồi mời anh đi đi. Anh khó chịu, không biết nói gì hơn trước hành động vô lý của anh. Maha cứ thế quay người bỏ đi. Buổi tối cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lo quân Ryok vẫn đang cố chấp chờ mình. Cô âm thầm lẻn ra ngoài, thấy quân Ryok đang đứng chịu rét một mình bên ngoài xe, bất giác có chút xót xa. Lúc anh thấy không chịu được nữa chui vào trong xe cô mới yên tâm, tưởng chỉ dừng lại ở đó. Ai ngờ hôm sau anh lại đến tìm cô để mượn tiền đổ xăng. U là trời, thật là cạn lời mà. Tối qua anh không quay về mà ngủ luôn ở trong xe. Đổ xăng xong, Maha nghĩ bụng cuối cùng cũng đuổi được anh về rồi. Cô còn quá ngây thơ rồi, không ngờ về nhà mình lại đã thấy anh ở đó. Hơn nữa còn lôi kéo được mẹ Maha. Nhờ vào gương mặt điển trai kia làm cho cô bị bà mắng là vô lý khi muốn đuổi anh đi. Cô không chấp nhận được việc anh cứ bám dính mình mãi nữa, định nói chuyện cho rõ ràng lại. Quân Ryok nói chỉ muốn giữ liên lạc với cô như mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối, giữa thần tượng với fan. Anh không muốn lờ nhau đi như bây giờ. Maha cũng bất chợt có chút buồn, cũng không thể cứ mãi lạnh lùng trước mặt người mình yêu mãi. Tuy anh là người đã nói chia tay nhưng cô cũng hiểu việc hẹn hò bí mật trong giới idol rồi thế nào cũng sẽ bị lộ. Hiện giờ cô đang trong giai đoạn phát triển của sự nghiệp, nên hoàn toàn không muốn làm liên lụy các thành viên trong nhóm vì việc yêu đương của mình. Thấy cô dứt khoát cắt đứt quan hệ, quân Ryok cũng không vòng vo tam quốc mà nói hết những lời cất giữ trong lòng. Nghe được những lời mình đã mong chờ từ lâu, Maha òa khóc. Thực ra cô chỉ sợ sẽ bị anh bỏ rơi một lần nữa nên lý trí mới chối từ, nhưng lời tỏ tình chân thành của anh lại khiến cô rơi vào trầm lặng, không thể nào từ chối được nữa. Thấy cô khóc thút thít, anh cũng đau lòng bất ngờ trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Ryok cứ thế mà điên rồi quay về công khai hẹn hò bất chấp khả năng sự nghiệp từ dốc. Trước thông tin hai người họ muốn hẹn hò, cả nhóm của anh và cô đều sốc nặng, cũng nghĩ họ điên thật rồi, nhưng biểu hiện của anh vô cùng nghiêm túc, mọi người đều trầm mặc. Anh quản lý ở bên cạn lời bất lực trước hành động chả khác nào tự out của anh. Anh ấy thực sự sắp điên lên rồi. Nhóm trưởng không đồng ý với việc quân Ryok hủy hoại sự nghiệp của chính mình. Anh chỉ muốn cả nhóm được bước tiếp thật vững chắc, nhưng quân Ryok rất cố chấp. Đội trưởng chỉ đành nói sẽ dùng mọi cách ngăn chặn quân Ryok. Cùng lúc đó, các thành viên cùng nhóm với Maha hiểu tâm tình muốn được công khai của hai người, nhưng cho rằng giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Các thành viên ủng hộ họ bắt đầu lên kế hoạch giúp sức hỗ trợ hai người, tìm kiếm thời gian và địa điểm an toàn để hẹn hò trước khi chính thức công khai. Thế là quân Ryok lần đầu tiên tới ký túc xá của Maha. Ở đây anh nhìn thấy một gương mặt rất lạ nhưng cũng có cảm giác rất quen thuộc. Là thành viên hụt của nhóm đã tự out ngay trước khi đi. Bỗng anh chú ý tới chiếc điện thoại cũng đựng trong hộp đồ của Maha, rất giống với điện thoại của Eunjo, thành viên cùng nhóm với anh đã biến mất 3 năm trước. Anh lập tức chạy như điên về nhà tìm chiếc điện thoại đã đánh khiến đồng đội mất tích. Quả nhiên hai chiếc giống y hệt nhau. Quân Ryok chợt nhớ ra người đã hẹn hò bí mật với Eunjo chính là cô gái đã đi ngắm gà hỏa thân ấy. Theo lời Maha kể thì cô gái ấy đã mất vào 28 trên 13 năm trước, đó cũng chính là ngày mà Eunjo biến mất và chưa từng quay trở lại ấy. Chắc chắn sự biến mất ấy có liên quan tới cái chết của cô gái kia. Anh muốn mở được mật khẩu điện thoại của Eunjo vì hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Về 3 năm trước, công ty chủ quản của Jima đột nhiên bị ông chủ luôn đặt lợi ích lên đầu của quân Ryok thu mua. Ông ta thấy các nữ idol trực thuộc công ty mình khá yếu nên vẫn luôn nhăm nhe một công ty có các idol nữ thực lực mạnh. Sau khi hai công ty bắt tay với nhau, thực tập sinh không kiếm được tiền cho công ty chắc chắn sẽ bị đuổi hoặc là bị ép tự động rời công ty. Các cô gái đều rất hoang mang. Jima mang nghe tin phẫn nộ đến gặp ông chủ.
Cô vốn không ưa những công ty đặt lợi ích thương mại lên hàng đầu, nên sau khi hot lên mới quyết định vẫn ở lại công ty nhỏ để giúp các thực tập sinh. Nhưng giờ thì bộ mặt hãm tình của ông chủ khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cô tức giận ném vỡ chiếc cúp mà mình đã vất vả dành về cho công ty, đồng thời chấm dứt hợp đồng với lý do công ty đã vi phạm điều khoản trước. Nếu muốn kiện cáo thì hãy tìm luật sư giỏi nhé. Tự hạ giá của bản thân không đòi tiền hợp đồng, yêu cầu được ký kết với công ty chủ quản của Maha để tạo cơ hội cho các thực tập sinh đáng thương. Và một công ty tốt, điều kiện duy nhất cô đưa ra là họ phải đồng ý thu nhận toàn bộ số thực tập sinh bị bỏ rơi kia. Sự vô tư trượng nghĩa của cô làm ba người nhóm Maha vô cùng sùng bái. Ấy vậy trở thành một idol cùng trực thuộc công ty Maha được trở thành đồng nghiệp tốt với thần tượng của mình. Ai có thể ngờ được nam ca sĩ nổi tiếng lạc quan hướng ngoại này lại mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng. 3 năm trước một đồng nghiệp tên Eunjo đột nhiên mất tích. Quân Ryeok tự trách đến nỗi gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng, thường xuyên mất ngủ và tỉnh lại sau cơn ác mộng. Năm xưa anh vô tình nhìn thấy cảnh bí mật hẹn hò, khi ấy trong lòng chỉ nghĩ đến tiền đồ và sự nghiệp. Không muốn Eunjo về chuyện hẹn hò mà liên lụy đến cả nhóm cho nên đã rất nặng lời. Anh buộc Eunjo phải lựa chọn giữa bạn gái và đồng đội. Chỉ là không ngờ Eunjo lại thật sự không nói lời nào mà biến mất một cách kỳ lạ. Kể từ đó trong lòng Quân Ryeok vô cùng áy náy. Anh cho rằng tất cả đều là lỗi của mình. 3 năm nay cảm giác tội lỗi này đã trở thành ác mộng. Sau đó Quân Ryeok nghe nói do Eunjo tự ý rời nhóm phải bồi thường 10,2 tỷ. Quân Ryeok vì trong lòng cảm thấy có lỗi, thậm chí còn chủ động muốn thay anh ấy trả số tiền khổng lồ này. Anh chỉ cầu xin ông chủ đừng động đến Eunjo và các thành viên khác trong nhóm. Cứ thế mà Quân Ryeok giấu các đồng đội bán bản thân cho tư bản. Quân Ryeok đã ký một hợp đồng bất bình đẳng với ông chủ. Hiện nay sau khi Quân Ryeok biết được việc đột nhiên biến mất của Eunjo là có ẩn tình, mà có lẽ có liên quan đến việc Annie, bạn gái cậu ấy tự vẫn. Có lẽ vì không thể chờ đợi được mà muốn điều tra rõ chân tướng. Từ ngày kỷ niệm hẹn hò 3.000 ngày của Eunho và Annie, Quân Ryeok và Maha tìm ra ngày đầu tiên hai người hẹn hò là ngày nào. Thành công mở khóa màn hình điện thoại và nghe được di ngôn cuối đời của Annie. Hóa ra lúc vẫn còn là thực tập sinh cô tưởng bị ông chủ ép đi tham gia tiệc rượu. Vốn tưởng nhẫn nhịn một chút là sẽ qua thôi nhưng nào ngờ sau khi ăn cơm xong ông chủ lại càng quá đáng hơn. Ghép cô vào khách sạn cùng ông chủ của Quân Ryeok chấp nhận quy tắc ngầm trong ngành. Tuy Annie đã từ chối rất rõ ràng, nhưng cô không những không lấy lại được sự trong sạch mà ngược lại còn rơi vào vũng bùn. Ông chủ ấy thối tha không những nói khiến cô suốt đời cũng không được debut, còn lấy thêm một tấm hình đã qua chỉnh sửa ra để uy hiếp cô. Trong hình cô và ông chủ cố ân thích đứng trước cửa khách sạn. Lúc đó cô còn đang hẹn hò với Eunjo là một người bước chân vào giới giải trí. Cô hiểu được miệng lưỡi thế gian ghê gớm biết bao. Trắng cũng có thể nói thành đen, nhìn lại bản thân mình không có danh tiếng lại không có quyền không thế. Vốn dĩ đấu không lại ông chủ lại sợ dư luận hủy đi bản thân, đồng thời cũng sẽ hủy hoại cả người cô yêu nhất. Trong khoảng thời gian đó Eunjo lại đối xử với cô càng tốt, thì cô ngược lại càng thêm sợ hãi. Mỗi ngày cô đều không ngủ được, lúc tập luyện đã từng bị ngất xỉu mấy lần. Cuối cùng phòng tuyến tâm lý của Annie hoàn toàn sụp đổ. Cô không chịu đựng được nữa. Sau khi Annie nghe xong bài hát cuối cùng mà Eunjo sáng tác hát để khích lệ cô thì suy sụp và khóc nức nở. Cuối cùng cô để lại di ngôn rồi lặng lẽ tự vẫn để không liên lụy bạn trai mình. Quân Ryeok và Maha sau khi nghe xong thì cảm thấy đau lòng thay cho cô. Trong cái giới giải trí mà họ ép đến nỗi sắp nghẹt thở này, tình yêu ngược lại trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm, giết chết chính họ. Sau khi biết được việc Eunho đột nhiên biến mất chắc hẳn có liên quan đến sự thật về cái chết của Annie, bạn gái anh ấy thì đi tìm quản lý trước kia của họ Ji-ha sau khi nghe xong di ngôn của Annie. Ji-ha cũng kinh ngạc vô cùng, bởi trước đây vì lo lắng cho sự nghiệp của Eunjo anh đã từng hẹn gặp Annie để mong muốn hai người họ dừng lại mối quan hệ của hai người. Lại không biết cô đang bị ông chủ đang không ngừng uy hiếp, sóng gió này chưa qua sóng gió tiếp theo đã tới. Annie đang sống trong những ngày đen tối suy sụp bên bờ vực tự vẫn. Lúc trước Quân Ryeok không hiểu tại sao Eunjo phải giấu cả nhóm mà lén lút hẹn hò, còn tưởng là Eunjo ích kỷ, không màng đến tiền đồ của nhóm. Bây giờ Quân Ryeok mới hiểu được cảm giác đó, không công khai hẹn hò chính là nghĩ đến tương lai của nhóm, nên mới một mình chịu đựng tất cả như vậy, tâm trạng của cả hai đều vô cùng nặng nề. Quân Ryeok sau khi biết được tin Eunjo đã về nước từ Ji-ha, Quân Ryeok đã tìm thấy anh sau 3 năm không gặp tại nơi để cho cốt của Annie. Anh đã đưa trả lại di động cho Eunjo. Eunjo khi nghe được tin nhắn thoại của bạn gái đã mất nước mắt không ngừng rơi xuống. Quân Ryeok muốn tóm lấy tên đầu sỏ đã ép chết Annie, nhưng Eunjo đã từ chối vì anh ấy không hy vọng Annie đã mất vẫn phải bị người khác bàn tán. Ngay trước sau khi Annie qua đời, anh hoàn toàn không gượng dậy được. Là Ji-ha đã mắng cho anh giác ngộ, khiến anh ấy lấy lại tinh thần. 3 năm này anh đã sống một cuộc sống của trở thành một nhiếp ảnh gia mà cô ấy muốn làm, đi con đường mà cô muốn đi, ngắm cảnh mà cô muốn ngắm. Quân Ryeok muốn Eunjo quay trở lại nhóm nhạc, nhưng anh ấy nói mình chưa từng hối hận vì đã chọn rời nhóm. Cho dù Annie không có tự vẫn thì cuối cùng anh ấy cũng sẽ rời nhóm, vì nhóm nhạc thiếu anh ấy cũng có thể vẫn hoạt động bình thường. Nhưng đối với Annie, Eunjo là duy nhất. Những lời này phần nào đã thức tỉnh Quân Ryeok tiếp sức cho anh sau này và đưa ra một quyết định quan trọng. Sau khi Quân Ryeok nói lời tạm biệt với Eunjo thì lập tức đi tìm người duy nhất của mình. Quân Ryeok về đến nhà liền lấy tấm hình đồng đội chụp chung ra xem. Bên trong bức ảnh là 6 người chụp cùng trong đó có cả Eunjo. Quân Ryeok nhẹ nhàng ngâm nga bài hát mà Eunjo sáng tác để khích lệ Annie không nhận được. Anh cảm thấy bài hát thể hiện tấm lòng của họ cứ thế bị vứt bỏ thì thật quá là đáng tiếc.
Quân Ryok quyết định cùng Maha sáng tác nốt bài hát bán thành phẩm này, dùng làm bài hát an ủi và khích lệ mọi người truyền tải tình yêu của Eunjo dành cho Annie. Thành viên của hai nhóm đều cảm thấy bài hát này rất hay, đồng thời cũng nhận được sự đồng ý của Eunjo. Nhờ vào sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, nhóm của Maha thành công nhận được lời mời tham gia biểu diễn cuối năm nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Quân Ryok nghe thấy tin tốt này, lập tức quyết định cho ra mắt bài đó trước công chúng trong buổi biểu diễn cuối năm. Vì để hoàn thành bài hát này bằng cả tấm lòng, Quân Ryok đã từ chối khéo mọi sự đầu tư của ông chủ, dự định cùng các đồng đội tự tay làm mọi thứ, chỉ có nhóm trưởng phát hiện ra sự khác thường của Quân Ryok. Có vẻ như Quân Ryok đang muốn mượn sân khấu MML để đánh dấu cho cột mốc cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Đây là nhóm nhạc nam ngầu nhất tôi từng thấy. Họ quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản khốn nạn, ra đi đầu không ngoảnh lại trong lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Hôm qua trưởng nhóm biết được việc 3 năm trước vì để bảo vệ các đồng đội mà Quân Ryok đã ký hết một hợp đồng máu để bồi thường với mức giá trên trời cho công ty. Anh vô cùng áy náy, quỳ xuống trước mặt mọi người và thú nhận việc làm sai trái của mình. Đó là anh từng tiết lộ chuyện đồng đội lén lút yêu đương cho ông chủ biết. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ báo cáo lại với ông ta tình hình mới nhất của các đồng đội. Anh nghĩ như vậy là tốt cho cả nhóm. Cho tới khi biết được Quân Ryok đã một mình gánh vác bản hợp đồng bồi thường nặng nhọc đến vậy. Vì cả nhóm, anh cảm thấy lương tâm cả rất không yên và cực kỳ ân hận bởi những hành vi phản bội trước kia của mình. Anh thành thật xin lỗi từng thành viên. Ngược lại, Quân Ryok không tức giận mà còn an ủi nhóm trưởng nói là anh không sai. Mọi việc họ làm đều chỉ vì muốn tốt cho nhóm, tuy ai cũng ghét việc lén lút báo cáo riêng với ông chủ. Nhưng mọi người cũng đều hiểu nhóm trưởng là vì muốn tốt cho họ. Do đó họ cầm tay đỡ anh lên và chấp nhận tha thứ. Biết tin Quân Ryok ký hợp đồng bồi thường, các đồng đội đều lên tiếng nói muốn cùng anh chia sẻ gánh nặng. Cứ như vậy, các đồng đội tới gặp ông chủ thông báo họ sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với công ty. Sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào năm nay, sân khấu trong tiết mục tổng kết năm cũng sẽ là màn trình diễn cuối cùng của họ. Các đồng đội sẽ cùng góp sức giúp giải quyết vấn đề hợp đồng bồi thường kia. Nghe những lời nực cười đó, ông chủ tức giận chế giễu họ là nuôi ong tay áo. Nhóm nhạc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp hoàn toàn trở mặt với phía công ty. Ông chủ nổi đoá lên vì sắp bị mất cây kiếm tiền là Quân Ryok. Ông ta thậm chí còn định thao túng truyền thông, yêu cầu trợ lý loan tin nhóm nhạc này sẽ tiếp tục ký hợp đồng với công ty. Mà ai có mà dè, trợ lý đã không còn đồng lòng với mình nữa. Ông ta không chịu được việc liên tục bị bóc lột, việc gì cũng đến tay mình nhưng tiếng tốt đều về hết ông chủ. Thế nên 3 năm trước anh ta đã chỉnh sửa ảnh để ngụy tạo bằng chứng. Ông ta định dùng quy tắc ngầm với nữ idol của công ty rồi gửi cho bên báo chí để nhằm bêu xấu ông ta. Anh ta cũng không biết ngày hôm sau chuyện đó sẽ bị bại lộ. Quân Ryok mời rất nhiều bạn đồng nghiệp tới để cùng tham gia trong bài hát cả nhóm đang chuẩn bị. Ai nấy đều dốc hết tâm huyết làm việc rầm rộ, chỉnh nhạc, biên đạo động tác, chọn trang phục, quay video và luyện tập. Trước công diễn một ngày, Quân Ryok cảm thấy trong lòng vô cùng mơ hồ. Cứ nghĩ đến việc sau này anh không còn là thành viên của nhóm nhạc nữa lại cực kỳ lo lắng. May sao anh có Maha dịu dàng an ủi, sân khấu cuối năm chính là màn biểu diễn cuối cùng của anh. Dưới sân khấu cực kỳ náo nhiệt, tất cả các idol đều trình diễn vô cùng hoàn mỹ. Từ trước đến giờ Maha đã luôn mơ về sân khấu này, giờ đây khi thực hiện được ước mơ ấy, cô vừa căng thẳng nhưng cũng hết sức hào hứng những ngày này. Cuối cùng cô đã có được những fan yêu quý của họ tình nguyện hô to cổ vũ họ trong các tiết mục. Quân Ryok dưới sân khấu nhìn cô gái đã vượt qua rất nhiều thử thách và giờ tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu. Trước mắt tất cả khán giả, anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Anh còn đặc biệt chờ Maha biểu diễn xong đi xuống chỉ trực tiếp nói một câu vất vả cho em rồi. Tới lúc SASS lên sân khấu biểu diễn, không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Từng thành viên đều cố gắng hết sức để thể hiện thật tốt màn trình diễn cuối cùng của nhóm. Sau đó ánh đèn vụt tắt, màn hình chiếu đoạn video mà Quân Ryok đã chuẩn bị trước rất lâu. Là một video gửi lời tới khán giả mong muốn họ có thể dùng trái tim để đắm mình trong điệu nhạc mà họ sắp gửi tới. Khoảnh khắc Eunjo xuất hiện trở lại sau 3 năm mất tích, khiến toàn bộ khán giả kinh ngạc vỡ òa trước niềm hạnh phúc bất ngờ ấy. Các fan vẫn luôn mong ngóng ngày 6 người họ tái hợp nên ai cũng tuôn trào nước mắt. Tiết mục khép lại nhưng bài hát vẫn tạo hiệu ứng gây được sự đồng cảm vốn có. Với vô số những người bình phàm vẫn luôn âm thầm nỗ lực với ước mơ và cuộc sống, nhưng việc gây dấu ấn lớn nhất là nhóm nhạc SASS hàng đầu. Đó là họ đã mở cuộc họp công bố chuyện chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản. Cả nhóm lùi về phía sau sân khấu để mở đường vinh quang cho các thực tập sinh vẫn đang miệt mài luyện tập để được debut, có được những cơ hội biểu diễn tốt hơn. Thi thoảng cũng sẽ tổ chức những buổi biểu diễn từ thiện nhỏ để cổ vũ tinh thần cho tất cả những người bình phẩm khác. Quán cà phê bên dưới công ty chủ quản của Maha trở thành nơi rất nhiều ngôi sao thường xuyên đến tụ họp. Jia và Lee Hyun cũng dần nảy sinh tình cảm do thường xuyên cùng nhau làm việc. Jujin và Hyun Ji cũng chính thức thành một đôi sau khi giải nghệ từ một nam minh tinh hàng đầu. Quân Ryok trở về cuộc sống đời thường từ vị trí của một ngôi sao được mọi người ngưỡng mộ. Giờ anh đã có thể vô tư hẹn hò cùng Maha vào ban ngày, chút bỏ hết gánh nặng thần tượng để công khai yêu đương với người bạn đời của mình. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.